Chú lấy sáng gì chú? Chú lấy sáng gì chú? Cái này thì bọn cháu, cái này đèn bọn cháu có bảo hành điện tử hết chú nhá. Vâng. Cái bóng led này thì chú muốn thay thì thay thôi, chứ còn nếu mà thực sự cái bóng led của chú bây giờ mà bật thì nó dùng cái ánh sáng của cái bi trên này này nó sáng, nó sẽ át hết cái bóng led. Vâng. Nếu mà trong trường hợp mà ví dụ như là chú lắp cái nó bị cháy một bên mà nó không báo lỗi thì chú có thể chú vẫn đi được thoải mái, chứ chỉ sợ là ví dụ nó báo lỗi thôi. Đấy. Chú cứ lên cái combo này đi thoải mái sáng rồi. Như bây giờ bật pha là cả cái led cũ của chú đều sáng cả thôi. Dạ vâng ạ, khi lên pha đây là có pha này lên này, pha dưới này lên này, cả cái này là lên là cả 6 pha. Mỗi bên 3 pha. Đèn gầm này cũng pha. Ở đây là ánh sáng, khi mà chú lắp đặt xong ánh sáng này thì đi nó đảm bảo hơn, chứ còn xe này thì nó dùng đèn nguyên bản thì giờ nó không không ấy. Chú xem được quá sáng luôn. Con này mà lên cao tốc mà đi mà không có xe lên pha đi mỹ mãn sướng luôn. Mùa hè thì rất là nóng nóng mà anh em ngồi trong cái xe mà không được dán phim gì rồi em nói thật với các bác, không khác gì cái lò tôn di động. Nhưng mà để mà dán một cái bộ phim hiệu quả thì hầu như các bác không biết, bởi vì thật ra về trên thị trường nó rất có rất là nhiều dòng phim trên thị trường mà các bác dán, có thể bác dán rồi nhưng mà vẫn đi cái cảm thấy nóng và phải dán bỏ đi bóc đi dán lại rất là nhiều lần và rất là tốn chi phí. Về thật ra những người tư vấn thật ra chưa tư vấn hết cho các bác để các bác hiểu được cái giá trị của một cái gói phim cái nhật đấy. Thì bên em đang làm những cái dòng phim chính hãng như của Neko, Kunlak và 3M. 3M là cái dòng phim cao cấp nhất, nó là dòng phim quang học. Thì anh em có thể thấy đây em đang thi công cho một chiếc xe Honda HR-V đấy. Thì chiếc xe này có dán phim rồi nhưng mà thật sự là bác chủ có chia sẻ là đi rất là nóng và rất là ra tay, thì có qua dán lại gói phim 3M Crystalline đấy. Cái dòng phim này có thương hiệu từ rất là nhiều năm nay rồi, được anh em tin dùng. Đây là cái kính lái 3M mà bên em theo kỹ thuật bên em thi công để chuẩn bị sấy và thi công. Cái dòng phim canh nhật thì sẽ dán là dán trực tiếp vào bên trong cho anh em nhé. Còn đây là cái kính nó cong thì bắt buộc phải sấy và để nó ôm form lại như này để mà vào bên trong nó sẽ không bị thừa như thế này. Anh em phải lấy khi mà ép cái tấm phim lên nó thừa rất là nhiều này, thì bắt buộc ép phải sấy vào. Và kỹ thuật sấy của 3M thì đòi hỏi cái thợ chuyên môn rất là cao thì mới có thể sấy được nhé anh em nhé. Và cái dòng phim này thì bên em sẽ bảo hành cho anh em là chính hãng là 10 năm. Đấy, anh em mà chưa dán phim cách nhiệt thì hãy đến với Akala Thái Nguyên để bên em trải nghiệm cho các bác những cái dòng phim cao cấp nhất, hiện đại nhất và chất lượng tốt nhất. Cảm ơn các bác. Nhiều bác đang sử dụng xe ô tô mà trong xe ô tô nội thất của mình nó có mùi hôi. Đấy, đặc biệt là sàn nó bị ngấm nước và nó bị mốc, nó tạo ra mùi hôi này. Thì các bác không phải lo là để xe ở gala khoảng vài ngày tới một tuần nhá các bác nhá. Đó. Thì với Akala bên em ấy, thì bên em với những cái dòng xe mà các bác đang bị như chiếc xe này của em này, chiếc xe Innova này, sàn nỉ thì nó đã bị thấm nước từ trần xuống này. Đó. Và nó tạo ra cái mùi, khi mà nó ẩm ấy, nó tạo ra mùi và nó mốc cả cái sàn da này các bác này. Đó. Thì với chiếc xe này nếu mà các bác để bên em làm thì sẽ phải phơi nó rơi, nếu mà như sàn này nó rơi vào tầm khoảng 3-4 ngày. Đó. Thì có nhiều bác bảo là nếu mà để như vậy thì không có xe để sử dụng đúng không ạ? Đó. Thì với bên em thì bên em có một cái giải pháp cho các bác, đó là các bác mang xe qua bên em. Bên em sẽ sáo hết sàn và ghế ra để bên em vệ sinh. Đó. Và bên em sẽ phơi. Còn các bác vẫn mang xe của mình về sử dụng như bình thường. Đấy, sau khi cái này khô xong hết thì các bác mang xe qua và bên em sẽ vệ sinh nốt sàn và bên em lắp lại sàn. Đấy, vệ sinh ghế lại cho các bác nữa là mình đã có xe sạch sẽ thơm tho đi các bác nhá. Đấy, các bác không phải lo là bỏ xe ở đây. Đó. Bác nào mà muốn vệ sinh nội thất, ví dụ là những cái sàn nỉ nhá các bác nhá. Đấy, sàn nỉ thì nó mất thời gian, chứ còn sàn da thì nó đơn giản hơn. Sàn da thì chỉ các bác có thể lấy trong ngày được. Đấy, rơi vào 6 đến 8 tiếng là đã vệ sinh
xong cho các bác về nội thất bên trong xe nhé. Đó, thì bên em có rất nhiều gói cho các bác lựa chọn. Đấy, bác nào cần tư vấn thì có thể qua Akala hoặc nhắn tin trực tiếp lên page của bên em các bác nhá. Đây, bác biết đây có xe gì không ạ? Kia Sedona nhá các bác nhá. Dòng xe này thì em nói thật với các bác là lồng vè của nó thì đúng là gặp chìm nó ấy luôn. Đây, một chiếc xe trên chiếc xe này là bốn cái lồng vè này. Đây, các bác có nhìn thấy này. Những cái lồng vè này các bác nhìn thấy có khó chịu ạ? Các bác đi một cái xe của các bác mà bác có nhìn thấy này thì khó chịu ạ? Đây là cái thứ nhất nhá. Đây là cái đằng sau nhá. Đây. Các bác thấy không ạ? Đây là cái gì ạ? Cái lồng vè đằng trước, con này con trước nó cũng là nỉ luôn. Và nó đang bị cái tình trạng như thế nào? Sẹ, nát. Các bác thấy không ạ? Đấy là đằng trước nhá. Còn bên này thì các bác nhìn thấy không ạ? Đây. Nhìn thấy không ạ? Có thấy nó nát hết không ạ? Con này còn đi nó còn quẹt hết vào đây nè, các bác nhìn thấy không ạ? Nó đây em quay ra đây. Các bác nhìn thấy không ạ? Nó còn đi quẹt vào lốp nó mòn hết rồi. Đây. Đây các bác nhìn thấy không ạ? Ngon hơn đúng không ạ? Đấy, rất là mất thẩm mỹ. Thật sự là cái xem tiền tỷ mà cái lồng vè nó bị sệ như này thì thật sự là rất là buồn và chán. Đây. Đây, còn đây nha các bác. Đây, minh chứng cho rõ ràng cho các bác là sệ xuống và nó đã cào, nó nát hết đây rồi. Đấy. Đấy, có các bác mà thật ra các bác mà đi xe ấy, và nên bỏ ra một cái số tiền nho nhỏ thôi khi mà mua xe mới. Thì hóa ngay cái lồng vè này cho cứng, giữ form, vừa đẹp xe và bền cái lồng vè nỉ này. Chứ còn các bác mà mua mỗi cái lồng vè này rất cực kỳ đắt. Nếu mà anh em mua ấy, sẽ rơi vào hơn 1 triệu một cái này. Chính ra chi phí nó rơi vào hơn 4 triệu rồi. Thì với cái số tiền đấy mà bác, khi mà bác còn mới, các bác chỉ cần qua bên em Akala Thái Nguyên thôi. Em sẽ hóa cứng cho các bác. Các bác đảm bảo form dáng chuẩn chỉ, đi hết trọn đời xe luôn, không bị sập sệ. Còn các bác chưa biết ở đâu ạ, hãy comment ở phía bên dưới, em sẽ gửi các link địa chỉ cho các bác chuyển qua bên em xử lý hết hoàn toàn cho các bác. Cảm ơn các bác. Các bác mà đang sử dụng xe mà nội thất của mình quá bẩn nhá các bác nhá. Ví dụ như cái chiếc ghế da này đây thì bác chủ đã bọc da rồi, nhưng mà các bác có thể thấy đây, bên em đã vệ sinh sơ qua này. Đây. Đấy, cái này là nguyên bản này, quá là bẩn luôn đúng không ạ? Mốc hết rồi. Đây. Cái này là bên em đã vệ sinh này. Bên em sẽ có những cái phớt đánh này, máy đánh này. Và cũng có dung dịch chuyên dùng để dưỡng da các bác nhá. Các bác phải nhìn thấy cái ghế phụ này. Đấy, ghế này chưa, gần như là quá là bẩn mốc luôn. Thì những bác nào mà đang sử dụng ghế da, ghế nỉ, bên em đều vệ sinh được hết. Đấy, các bác cần làm sạch nội thất thì các bác phải qua Akala các bác nhá. Để bảo vệ sức khỏe cho anh em thì anh em bình thường anh em sẽ là một năm anh em sẽ đi dọn nội thất một lần và chăm sóc lại chiếc xe của mình, spa cho những cái chi tiết nhựa, da và làm sạch cái bề mặt nội thất bên trong. Nhưng anh em lại quên mất đó là một cái hệ thống tuần hoàn không khí bên trong, đó chính là cái hệ thống điều hòa của anh em. Thì dàn nóng của anh em ở bên nằm bên ngoài và cái dàn lạnh nó sẽ nằm ở bên trong cái phần táp lô của chiếc xe. Thì mới bình thường như anh em muốn vệ sinh cái đấy thì anh em sẽ phải bung toàn bộ cái táp lô xuống và vệ sinh. Nhưng mà bây giờ cái công nghệ càng ngày càng hiện đại rồi, nó sẽ có những cái máy nội soi và đưa cái dòng hóa chất vào để mà vệ sinh lại cái dàn lạnh cho anh em. Đây anh em có thể thấy đây này, có một cái dòng máy như này, nó để vệ sinh riêng cho cái điều hòa của mình. Và cái dàn máy này thì khi mà nó sẽ có một cái lọ hóa chất đây, anh em thấy không ạ? Hóa chất nó sẽ cắm vào đây và cái vòi hơi cắm vào đây. Để mà khi mà anh em bấm này thì cái hóa chất nó sẽ được hút từ đây và đưa vào trong cái phần hệ thống dàn lạnh của anh em. Thì cái vòng cái cần này nó sẽ cong được đi theo cái ống này và anh sẽ điều chỉnh được trong này. Và sẽ nhìn thấy được cái hình ảnh trực tiếp để anh em thấy xem cái dàn lạnh của mình nó có bẩn hay là sạch. Đấy, anh em thấy không ạ? Cái hình ảnh nó sẽ lên như này. Đấy. Thì như bình thường ấy thì nó sẽ có những cái dòng hóa chất chuyên dụng để mà vệ sinh cái dàn lạnh cho anh em, để mà nó vệ sinh sạch, đảm bảo mà không gây ảnh hưởng gì cho hệ thống điều hòa này, và thứ hai là hệ thống chính thì bản thân sức khỏe của anh em. Đấy, đây là cái lọ hóa chất của Voltronic này, để mà vệ sinh cho toàn bộ cái hệ thống điều hòa và cái hệ thống không khí bên trong xe. Với cái bộ Voltronic này nhập khẩu của Đức này thì nó sẽ có ba cái dòng hóa chất, ba cái lọ hóa chất như này, và những cái dòng hóa chất này là rất là những cái dòng hóa chất tốt. Và anh em thấy không, cái dòng Voltronic này thì từ nhớt dầu động cơ nó đã cực kỳ tốt cho chiếc xe của mình rồi. Đấy, thì như hầu như là cái thương hiệu từ Đức thì anh em có thể biết là những cái đồ dụng cụ của nó rất là tốt và những hóa chất cực kỳ tốt ạ. Đấy, còn anh em mà muốn vệ sinh dàn lạnh thì hãy đến với Akala Thái Nguyên anh em nhé. We'll be right back.
Ra đến được đến cái trí mà nhà của chính là nhà của anh khách đây. Thì đây là trước kho phòng phút tới 2017 nhá. Thì đây là những màn đầu tiên này. Anh em có thể thấy là chiếc màn này thì đã lắp được rất là lâu rồi. Đây là màn hình CD từ thời trước rồi, chỉ có nghe USB thôi nha anh em nhá. Thì đem tháo ra đây. Thì đây, bộ màn này thì đã hỏng rồi. À đấy, đang lắp đặt đây, đã tháo rồi. Lắp thì sẽ không bụi dưỡng kia, phải đi vào chỗ những chiếc xe này. Đấy. Anh em thấy không ạ? Úp thẳng vào vị trí gì này luôn. Đúng vừa như gì này anh em nhá. Đấy, mà là màn 9 inch. Và cái bộ màn hình bên em lắp cho Zetec S100G. Đấy, tặng đầy đủ các hành trình cam lùi. Đấy, bây giờ em sẽ tiến hành lắp đặt cho anh khách. Có thì vừa bấm vào đây, em bấm vào đây cho mở video nha chị ạ. Mở video dẫn đường. Để dẫn đường thì đến địa chỉ anh cần đến, không đến cái bản đồ. Nó có Navitel này, Google Maps và Việt Map. Thì anh đi theo bản đồ nào để anh nói bản đồ đấy với em. Còn lại thì cam hành trình gì đây, anh ấn vào đây, xem vào đây. Đấy. Em xong lại đi, cài đặt này. Có playback này. Đã hoàn thành. Nay em giới thiệu đến các bác một cái công nghệ mới làm sạch và khử khuẩn để bảo vệ cái sức khỏe cho các bác đi ô tô nha các bác nhá. Đấy, các bác nào đang sử dụng ô tô mà dàn lạnh của mình chưa vệ sinh bao giờ thì các bác có thể tham khảo cái video này của em. Ở bên Akala bên em thì hiện nay là có một cái máy làm sạch, trang bị làm sạch và khử khuẩn dàn lạnh cho ô tô các bác nhé. Và máy này nó sẽ có tạo mùi hương luôn. Đây các bác có thể nhìn cái hình ảnh mô phỏng ở đây. Và đây là cái dàn lạnh của ô tô này. Bình thường ấy, khi các bác mà vệ sinh hoặc là thay lọc gió thì nó chỉ thay cái nắp này thôi, đúng không ạ? Chỉ thay cái nắp lọc gió này thôi các bác nhé. Đấy, cái lõi lọc gió này thì nó chỉ ngăn bụi vào thôi. Còn cái mùi hôi và mùi ẩm mốc thì nó nằm ở trong cái dàn lạnh, sâu ở trong dàn lạnh ở trong ô tô cơ. Bình thường các bác mà muốn vệ sinh được cái đấy sạch sẽ thì khi mà ra kỹ thuật thì sẽ phải tháo hết, bung hết cái này ra. Đấy, thì mình mới có thể vào mở được cái dàn lạnh của xe ra. Nhưng bây giờ công nghệ đã có cái công nghệ mới. Mình có một cái máy nội soi như thế này các bác này. Đây. Các bác có thể thấy là đây mình sẽ có một cái máy nội soi chi tiết ở đây. Và mình có thể nhìn được chi tiết ở bên trong nó bẩn đến như thế nào luôn ạ. Rất là đơn giản, rất là dễ dàng cho bác. Và thời gian để vệ sinh cho một cái dàn lạnh cho ô tô này thì nó rơi vào tầm khoảng 2 đến 2 tiếng rưỡi các bác nhé. Và sau khi mà vệ sinh sạch sẽ, diệt khuẩn xong hết thì mình sẽ sử dụng cái tinh dầu để khử khuẩn toàn bộ bên trong khoang nội thất này cho xe. Hiện tại thì Akala bên em đang có cái chương trình khuyến mãi, đó là kiểm tra và khám cái dàn lạnh này miễn phí cho các bác nhé. Các bác nào đang sử dụng xe ô tô mà xe mình có mùi hôi chẳng hạn thì các bác có thể qua Akala để bên em kiểm tra miễn phí cho các bác. Vâng, đây là chiếc màn hình xong rồi, sau khi bên em đã lắp đặt xong. Đây, màn hình sẽ là màn hình 9 inch. Màn hình nguyên bản của chiếc xe sẽ là màn hình 7 inch. Đấy, thì sau khi lắp đặt xong thì các bác thấy không ạ? Độ thẩm mỹ nó sẽ cao hơn. Đấy. Với nhiều tính năng hơn. Thứ nhất là bản đồ dẫn đường thì có bản đồ của Navitel. Đây các bác, bản đồ Google Maps này, bản đồ của Việt Map này. Đấy, đầy đủ các tính năng như thế. Xem trực tuyến trên YouTube này, có ZT YouTube do ZTEC tự phát triển. Đấy, và đây anh em có thể thấy có, sau khi lắp đặt xong thì sẽ có cam lùi. Đấy, lắp đặt lượng góc lùi sẽ rộng và nét. Tất cả các phím vô lăng này sẽ được giữ nguyên cho anh em nhé. To nhỏ này, next này và ra lệnh giọng nói. Đấy, anh em chỉ ấn vào đây thôi. Và anh em muốn mở cái video gì này, dẫn đường đến địa chỉ như thế nào thì anh em chỉ cần nói, ấn trên cái khiển vô lăng này và anh em ra lệnh giọng nói trực tiếp ở trên đấy. Và trong màn nó sẽ nhận cái xử lý, đưa cho anh em đến cái vị trí anh em cần đến, mở những cái bài hát, mở những cái video mà anh em cần mở. Đấy, rất là thuận tiện và dễ dàng cho anh em sử dụng. Màn hình thì hiển thị rất là sắc nét với độ phân giải là 1080p thì anh em thấy không ạ? Cái màn hình thì vô cùng to đẹp. Đấy. Cam hành trình thì anh em chỉ cần ấn vào đây thôi, anh em có thể xem được luôn này, tích hợp vào màn. Đây, anh em ấn vào camera thì nó hiện thẳng trực tiếp lên cái bức ảnh camera hành trình. Đấy. Cái hình thì rất là sắc nét,
và góc quay rất là rộng, đảm bảo nhỏ gọn cho anh em. Đấy. Anh em nào mà chưa biết lắp màn hình ở đâu thì hãy đến với Akala Thái Nguyên anh em nhá. Đây các bác nhá. Đấy, khi mà lắp xong cái bộ cam 3 mắt này, sử dụng cũng rất đơn giản thôi. Các bác xi nhan bên nào thì nó sẽ hiển thị cái lốp bên đấy luôn này. Đấy. Xe này thì em đang mở cửa nhá các bác nhá. Đây này. Đấy. Toàn bộ lốp này. Đây. Cam trước luôn này. Đấy. Các bác nhìn cam trước ok luôn. Cam sau này vẫn giữ nguyên cam lùi cho mình nhá. Đấy, khi vào lùi vẫn giữ nguyên cam lùi cho mình luôn. Đấy. Lắp bộ này thì cắm rắc zin thôi các bác. Đấy, rất đơn giản. Nó sẽ quan sát được toàn bộ xung quanh xe, bốn xung quanh xe khi các bác cần xem. Đấy, mình xem bên nào mình sẽ quan sát được. Rất là đơn giản thôi, chỉ cần gạt xi nhan bên nào nó hiển thị bên đấy. Đấy, rất là tiện. Với những dòng xe đời mới như thế này thì các bác nào mà không muốn thay thế cái màn hình zin mà vẫn có cam quay bên xung quanh xe. Đấy, để quan sát khi mà tiến lùi đỗ vào hoặc là lên lề. Đấy, thì các bác có thể tham khảo cái mẫu cam 3 mắt này nha các bác nhá. Buổi chiều mưa gió tại Akala thì làm những hạng mục gì? Anh em này hãy đi theo chân em nhé. Ở bên trong kia là một chiếc Toyota Altis đã được đánh bóng và chăm sóc toàn bộ xe này. Bên cạnh đây là chiếc Toyota Vios được nâng cấp bộ bi LED lên bi LED Limited 3.0 này. Bên này là một chiếc Mazda CX-5 đang dán bảo vệ chống xước PPF. Bác chủ có lên cả PPF chống cái xước ở bên sườn cửa này các bác nhé. Đây các bác qua bên này thì, bên này có một con Vios cũng đang chờ dán phim cách nhiệt rồi. Bên này thì Toyota Camry đã được dọn chuyên sâu. Chiếc xe này thì bác chủ có để nó bị ngập nước nên là xử lý lại, tháo toàn bộ sàn để vệ sinh toàn bộ. Rất là mùi luôn. Đằng trước đây là một chiếc Altis được lên đang làm đèn nha các bác nhé. Đang nâng cấp đèn. Hôm nay thì bên em làm khá là nhiều đèn. Nguyên ngày hôm nay làm 5 bộ đèn rồi anh em. Bên này là phòng phim và bên này là có bảng căn mặt đèn sau khi mà các bác lắp đèn xong. Bác nào làm cần làm dịch vụ gì cho xe của mình hãy nhớ tới Akala các bác nhá. Nhiều bác có thắc mắc là đi dán phim cách nhiệt nhưng mà mình không biết được là kỹ thuật dán có đúng cái phim mà mình lựa chọn hay không. Thì đây hôm nay em có cái để test cho các bác xem nhé. Với chiếc xe VF5 này thì bác chủ có lựa chọn cái mã phim cách nhiệt của 3M, mã cao cấp nhất của Ritora. Thì riêng cái mã phim này thì nó sẽ có cái hiệu ứng quang học. Bởi vì nó là phim quang học 200 lớp các bác ạ. Khi mà kết hợp với nước thì nó sẽ có cái hiệu ứng 7 màu như thế này. Mà chỉ riêng có cái mã phim 3M này là có thôi. Nên là các bác dán phim mà chọn mã cao cấp nhất của 3M thì các bác có thể lấy cái mẫu phim thừa của các kỹ thuật mà người ta cắt ra này thì các bác có thể cho vào nước này, các bác kiểm nghiệm này. Đây, khi các bác thấy khi mà cho nước này nó sẽ có cái hiệu ứng ngay này, là biết được là kỹ thuật có thể là dán đúng cái phim cho mình hay không này. Đấy, nhiều bác bảo là đi dán thì xe mình để đây có thể là anh em người ta đổi phim, cháo phim đúng không ạ? Đó. Còn lựa chọn thứ hai, đó là giải pháp thứ hai cho các bác, là các bác lựa chọn những cái cơ sở mà dán phim uy tín. Đấy, có trách nhiệm. Với chiếc xe VF5 này thì bên em có tư vấn cho bác chủ để cái giải pháp mic phim. Thì để làm sao, thứ nhất là vẫn đảm bảo được cái độ cách nhiệt cho xe, độ riêng tư của mình, mà vẫn giảm được cái chi phí, kinh phí cho mình khi mà mình dán phim. Thì em có kính lái thì mình sẽ mic cái phim là phim 3M gói cao cấp nhất, bởi vì kính lái là kính mà chịu nhiệt nhiều nhất. Còn các phim sườn còn lại thì các bác có thể dán những cái mã mà nó ở mã phổ thông thì để nó giảm cái chi phí cho mình. Thì với xe này thì bác có sử dụng mic phim của
Những cái kính sườn này thì sẽ sử dụng cái phim của Neko Hàn Quốc các bác nhé. Đây là sau khi mà bên em dán rồi, nó sẽ có cái không gian riêng tư các bác để thấy, khi mà mình nhìn bên ngoài và sẽ khó nhìn thấy, nhưng mà bên trong là các bác nhìn vẫn thoải mái nhé. Đây, khi sau khi dán này thì chỉ số canh nhiệt nó lên đến 98% này, chỉ số ngăn tản tia UV là 99% nha các bác nhé. Còn đây là cái phim mà khi mà chưa dán lên kính nhá. Đây, đây là phim thừa này, test cho các bác nhé. Đó, nó 99% này và cách nhiệt là 96 đến 95%. Đó, thì khi mà dán lên kính này nó sẽ thêm khoảng 1 đến 2%, bởi vì nó sẽ qua cái lớp kính của mình nữa. Đó, đây, đây là đóng cửa vào này, các bác nhìn bên ngoài vào này, các bác nhìn bên ngoài gần như là không nhìn thấy gì. Nhưng mà nếu mà cái xe mà chưa dán gì nhá, chưa dán phim cách nhiệt nhá, các bác nhìn ở bên ngoài và các bác thấy toàn bộ bên trong thôi. Nên là cái khi mà cái lượng ánh sáng trực tiếp ấy mà nó dọi vào ấy thì nó không qua phim cách nhiệt, thì các bác nó đi thẳng trực tiếp lên da của mình, nên là mình các bác lái xe nó sẽ có cái độ ráp tay ở trên tay này. Còn khi mà mình dán phim cách nhiệt rồi thì cái chỉ số nó sẽ không còn nữa. Đấy, bức xạ nó không còn nhiều nữa. Bác nào cần dán phim cách nhiệt thì các bác có thể qua Akala các bác nhá. Một phụ kiện cũng không thể thiếu khi mà anh em mới mua xe, đấy là bộ camera hành trình. Đây, như chiếc Toyota Cross này thì anh ấy vừa anh chủ vừa mới lấy xong và ra lấy xe xong thì anh đã qua bên em Akala Thái Nguyên để nâng cấp cho mình bộ chiếc camera hành trình ngon bổ rẻ theo đúng nghĩa. Đấy, đây là bộ camera hành trình của 70 mai A500S phiên bản quốc tế, và bộ camera này nó sẽ gồm cả mắt trước và mắt sau, ghi hình đồng thời cả trước và sau cho anh em nhá. Đấy, với độ phân giải đằng trước là 2K và đằng sau nó là 1080 cho hình ảnh sắc nét. Và thứ hai là anh em khi mà anh em có thể nhìn thấy là khi lắp một cái bộ camera hành trình vào cái vị trí này nó rất là nhỏ và gọn. Đấy, hỗ trợ xem lại trên điện thoại, nên là khi anh em muốn trích xuất video xem lại trên điện thoại, xem lại cái video của mình thì rất là dễ dàng, chứ không cần phải tháo thẻ nhớ ra nữa, mà anh em chỉ cần kết nối với điện thoại và xem lại trực tiếp trên đấy. Mắt đằng trước sẽ được lắp ở vị trí đằng trước của xe, còn mắt đằng sau sẽ được lắp vào vị trí đằng kính hậu của xe. Đây, rất là gọn nhá anh em nhá. Đấy, lắp vào rất là gọn và rất là nhìn rất là thẩm mỹ. Còn ngoài ra mà anh em muốn mua xe mới thì ở trong xe nó sẽ có những cái chi tiết nhựa bóng và cái màn hình tablo và những chi tiết như này. Thì anh em muốn bảo vệ tốt cho mình chiếc xe của mình thì anh em hãy sử dụng cái những cái chi tiết dán PVF để chống xước như này. Bởi anh em thời gian đi lâu rồi nó sẽ bị cái những cái nhựa bóng này nó sẽ bạc đi và nó xước đi nhìn rất là xấu. Đấy, trang bị ngay một bộ PVF phục hồi vết xước này thì nó đã đảm bảo cho anh em cái xe của anh em đi 5-10 năm vẫn đẹp và vẫn bền anh em nhé. Còn anh em mà chưa biết nâng cấp cam hành trình ở đâu này, dán PVF nội thất ở đâu này, hãy đến với Akala Thái Nguyên. Camry ăn chơi nhất Thái Nguyên này anh em ơi. Đây, có chiếc xe Camry này nhá anh em, đây thấy đây. Lên một bộ đèn bi pha này, lên một đội đèn bi gầm này. Đây. Đấy, bộ bi gầm sẽ là X-Line M10 Turbo anh em nhá. Bản mới nhất của X-Line M10 bản 2024, quả này vừa mới ra. Thì bản này có cái trợ phá rất là khủng anh em nhá. Cộng thêm bi bên trên sẽ là lên cho anh em một đôi X-Line V20 bản 2024. Đây. Bi đã được lắp lên cái vị trí của đèn zin này này, anh em thấy không ạ? Đèn sẽ lắp được zin cho chiếc xe nhá. Hệ thống điện thì là giữ nguyên, bởi vì công suất của dòng này nó sẽ là bằng với lại với cái đèn nguyên bản của anh em, nên là điện cắm rắc zin hết anh em nhá. Đây, bi gầm này lắp vào vị trí zin này, anh em thấy không ạ? Độ thẩm mỹ rất là cao nhá. Lắp zin luôn nhá, không phải chế cháo gì. Đây, như dòng Toyota cái chân bắt của nó sẽ là chân bắt zin đấy. Đấy, anh em thấy bắt có chân bắt riêng thì riêng cho dòng Toyota đấy. Còn lại điện các thứ chiếc đèn Vifa là lắp zin đấy, anh em xem ánh sáng đây. Nhưng mà con này bên em đang căn chỉnh thì hiện tại chưa xong đấy, anh em hãy chờ đón thế ánh sáng mà trước sau khi em nâng cấp xong thì nó sẽ như thế nào nhá. Để có một bộ đèn sáng như thế này thì anh em sẽ bỏ ra một cái chi phí là khoảng bao nhiêu tiền để có được ánh sáng như thế này ạ? Đây, đây là chiếc Hyundai Accent thì với chi phí rất là hợp lý, chỉ với hơn 5 triệu thôi là anh em đã sở hữu một bộ bi LED của GTL Limited 3.0. Đấy, với công suất cốt và với bộ đèn sẽ hỗ trợ cả hai chế độ cốt và pha. Đây anh em thấy với đầy đủ các thông số mà nhà sản xuất đã ghi trên này, với nhiệt màu là 5000 cho ánh sáng rất là bám đường cho anh em đi cũng các cung đường mưa trời sương đi thoải mái luôn anh em nhá. Và mặt cắt cốt rất là rộng. Đấy, với chip LED lên đến 9 chip LED và công suất cốt lên đến 55W và công suất pha lên đến 65W, và bảo hành cho anh em đổi mới là 3 năm. Đấy,
Và khi mà nâng cấp một cái bộ đèn này thì những bản dòng xe mà có bi này lắp đặt, anh em thấy không ạ, lắp đặt thì là như zin, và tất cả hệ thống điện sẽ được bên em xử lý lại, đảm bảo cho anh em trong cái thời gian này anh em sử dụng trong thời gian dài sẽ không ảnh hưởng gì đến hệ thống điện của xe anh em nhé. Và bi sẽ hỗ trợ hai chế độ pha cốt với ánh sáng nguyên bản. Đây anh em có thể thấy đây là ánh sáng cốt của chiếc xe cho ra đấy, ánh sáng pha đấy. Và một cái điều nữa đó là bi led thì cái độ trễ nó sẽ gần như là không có nữa đấy. Anh em có thể thấy đấy ạ, đấy chế độ pha. Anh em có thể để ý hai cái tâm vàng, đó là cái những chip led phụ để hỗ trợ với những cái dòng vi led đời mới giờ bắt đầu từ 2024 nó sẽ có chip led phụ để hỗ trợ cho anh em, giống như hai cái tâm laser ấy để cho anh em chiếu xa tốt hơn khi mà đi đường trường đấy. Với ánh sáng 5000 thì anh em đi đời trời mưa trời sương anh em đi thoải mái đấy. Còn anh em nào mà chưa biết nâng cấp đèn ở đâu ạ, hay là anh em muốn tư vấn lắp đặt những cái sản phẩm đèn led chính hãng thì anh em hãy đến với Akala Thái Nguyên để bên em tư vấn hỗ trợ lắp đặt cho các bác. Xe thật nhưng mà mẹ nhìn thế này để cho mấy thằng trên kia nó dọn là đéo được, bừng lắm nó dọn, nó chỉ lau chùi qua thôi. Thực ra như này nhá, thằng ấy dọn con ấy 700 cho em về em phải dọn lại. Cái những cái xe này nó lâu rồi ấy, lâu thì là em bảo này, tất cả các cái chi tiết mà nó có bẩn hoặc là có mực không biết là bọn em sẽ đánh sạch hết. Còn những cái chi tiết mà ví dụ như cái nhựa bây giờ nó lâu rồi nó bị oxy hóa rồi, nó bị vàng nó chuyển màu thì nó không phù hồi được, nó chỉ sạch thôi. Lau chùi, vâng, dưỡng phục hồi lại có chứ, dưỡng có xong em dưỡng ạ. Dưỡng phục hồi lại anh. Anh cho xe á. Vâng vâng. Hôm mấy thằng con nó dọn con 700 nó tất cho anh về đó, mẹ tao phải đi dọn lại. Ông làm thì bọn em sẽ đầy đủ quy trình, làm cả hơi nước nóng, khe kẽ, ví dụ như ở con cánh cửa này bọn em xịt bằng hơi nước nóng. Là anh đóng ngửi được không? Em làm thế là đảm bảo cho anh là hóa chất nhẹ này, hóa chất nhẹ mới làm máy rửa máy không xịt dầu bảo dưỡng rồi không dưỡng rồi lau khô rồi gì. Cái này bọn em sẽ vệ sinh bằng hơi nước nóng. Ok anh, cái này bọn em sẽ vẫn phải hóa chất để nó tan rồi, các cái dầu mỡ ra, nhưng mà bọn em chỉ dùng cái hóa chất chuyên dụng mà hóa chất nhẹ thôi, chứ không phải là bọn em xịt cái tẩy ố lên. Nếu cái này nhá, xịt không có bẩn, xịt cái là đây, cái bưởng máy này mấy ông bắn cát bọn Đức bắn cạn cả trong vàng bôi luôn, bôi chấm chấm là anh không rửa xe, dọn xe anh không chấm chấm đấy. Ok anh, chấm chấm bôi bôi kiểu đấy, mẹ dân nó bảo mẹ mấy thằng lừa đảo mẹ nó tập chết, nó chửi chết thật. Má bây giờ dân tình xe đẹp mà đem chấm chiếc vào đây nó mẹ vớ vẩn, mẹ kẻ thôi nó mờ, mẹ nó zin theo xe còn được. Rồi ok anh, bây giờ anh sẽ vệ sinh. Nội thất là làm cái gì nhỉ em nhỉ? Nội thất là bọn em sẽ đánh hết, tháo ghế ra, tháo ghế ra, vệ sinh hết ghế này, táp lô này, khe kẽ điều hòa này, ví dụ khe kẽ này, này. Đấy, răng cửa răng kia là xịt bằng hơi nước nóng hết. Nó cốp luôn. Hết cả cốp, lấy cả cốp phụ luôn. Ví dụ như đây là cốp trước các thứ là khe kẽ ở đây là đấy hết. Khe kẽ ở đây là tẩy hết anh. Đấy, hôm nay là về làm 100 điểm nên mẹ con mà mai có lại dọn tiếp. Không gió không riêng điều hòa là xử lý hết gì. Sờ vâng, cái cửa gió điều hòa, cửa gió điều hòa em cũng vệ sinh sạch sẽ cho anh. Thì là gói đấy là bao tiền đấy? Thì em bảo là anh 1,5 triệu với lại là 600 là 2,1 triệu thì em lấy anh 1,9 triệu với anh 200. Tẩy đâu em, bọn em dọn gói đấy. Vâng, dọn gói đấy cho sạch sẽ anh ạ. Anh em làm rồi anh biết mà. Mấy thằng trong đá nó dọn thì về phải dọn lại. Civic 2019 màn zin quá nghèo nàn công nghệ thì chúng ta phải nâng cấp lên cái màn Android. Ở đây anh em có thể thấy với một chiếc màn Android khi mà lắp đặt nó sẽ có một cái bộ dưỡng zin chuyển đổi như thế này. Anh em có thể thấy toàn màn nó sẽ đẹp hơn so với cái màn zin nguyên bản của nó đúng không ạ? Ở đây thì chúng ta có đầy đủ cái tính năng, có tích hợp camera hành trình ghi hình phía trước cho anh em này, có cam lùi thì anh em chỉ cần về số lùi là nó sẽ hiển thị cái cam lùi cho mình luôn rồi. Và một cái màn Android thì không thể thiếu những cái ứng dụng nghe nhạc giải trí như là YouTube đúng không ạ? Đây, có YouTube chạy ẩn ở đây luôn. Ngoài ra anh em có thể ra lệnh giọng nói nhé, tất cả những cái phím bấm ở trên vô lăng này anh em giữ nguyên này, tăng giảm âm lượng giữ nguyên này, nghe gọi giữ nguyên này. Đi đến sân bay Nội Bài. Đang chỉ đường đến sân bay Nội Bài. Bình thường nếu mà anh em có cái màn zin
thì anh em sẽ phải sử dụng thêm một cái điện thoại này để anh em tìm đường đi những cái địa chỉ mà mình chưa biết, đúng không ạ? Nhưng bây giờ có cái màn hình này, anh em chỉ cần ra lệnh giọng nói thôi, anh em chỉ cần ra lệnh, bấm vào cái nút này ra lệnh giọng nói là màn nó sẽ tự tạo cái lộ trình cho mình. Hoặc anh em muốn nghe nhạc, bất kỳ bài nhạc nào thì đều có thể sử dụng giọng nói được. Mở video nhạc trẻ remix. Đang mở video trẻ remix. Đó, anh em có thể thấy là cái màn hình nó lập tức nó sẽ mở cái ứng dụng này và nó sẽ mở ngay cái bài hát mà mình yêu cầu của nó luôn, đúng không? Rất là tiện. Giữ nguyên zin cho anh em nhé. Cảm giác hết này. Đấy, tích hợp đầy đủ tất cả tính năng ở trên màn hình luôn. Quá là gọn và quá là đẹp. Mà giá lại hợp lý nhá. Bác nào mà đang sử dụng xe mà có màn hình zin mà quá nghèo nàn công nghệ thì các bác có thể qua Kala để trải nghiệm các bác nhá. Đi xe ô tô mà mỗi lần đóng và mở cốp thì có thể gọi được cả đàn bò này như thế này các bác này. Đây. Các bác nghe kỹ nhá. Đấy. Đấy. Hay cho loa kéo luôn các bác. Hay không? Quá là kinh khủng. Đây. Anh em thấy không ạ? Chứ không phải là các anh em cứ bảo là độ đèn xong nó sẽ bị hơi nhá. Đây, cái đèn này là đèn mới tinh từ trong xe mà từ cho mới tinh từ trong mới tinh nhá. Mà đây này, xe chưa độ đèn, chưa làm gì hết nhá, nguyên bản nhá, nó đã bị hấp hơi như này này. Đấy, cái tình trạng hấp hơi mà như này là nó do là nguyên nhân nó làm. Khi mà anh em đi trên đường nhá, nắng chênh lệch nhiệt độ cao, bên ngoài lạnh, bên trong nóng thì là dẫn đến cái tình trạng nó hấp hơi, bốc hơi vào như này, nó hấp hơi như này nhá. Không phải là dòng xe nào cũng bị, nhưng mà cũng không phải là do là khi mà độ đèn mà nó sẽ bị hấp hơi hoặc hở nó hơi. Thực ra có hai trường hợp đến và dẫn đến cái tình trạng như này. Một là khi mà đèn hở quá thì nó sẽ vào nước, và thứ hai là đèn kín quá nó không kiểm soát và chênh lệch áp suất cao thì nó sẽ bị nhá. Đấy, hấp hơi như này này. Đây. Đấy, anh em thấy không ạ? Cả hai bên đèn đều bị. Và đèn này là đèn chưa có nâng cấp ánh sáng, đèn nguyên zin nguyên bản cho anh em nhá. Đấy, nên anh em đừng có, anh em không nên nghĩ là khi mà độ đèn nó sẽ hơi, bởi vì nguyên bản từ nhà máy ra vẫn có, nhưng có xe nó vẫn bị hấp hơi như bình thường. Combo đầy đủ tiện nghi và an toàn cho chiếc xe VinFast VF5. Đầu tiên thì không thể không nhắc tới đó là cái ánh sáng của nó, đúng không các bác? Ánh sáng đèn cũ của nó rất là tối, và qua bên em đã được nâng cấp lên cái bộ X-Line V20. Ánh sáng như thế này rồi các bác ạ. Đây là mặt các ánh sáng côn nha các bác nhá. Pha đây. Đây là về cái phần tầm quan sát khi mà các bác di chuyển vào buổi tối. Đấy, còn về giải trí sao? Đây, các bác phải vào trong xe. Về hệ thống giải trí thì mình sẽ có một bộ Android Book dành riêng cho xe điện. Đây, bác chủ đã nâng cấp lên bộ Kalin Kit này dành riêng cho xe điện nha các bác nhé. Và ở đây mình sẽ có cái màn này, nó là thành cái màn Android luôn rồi. Đấy, mình có thể có bản đồ dẫn đường này, có YouTube, đấy, nghe nhạc, các thứ đầy đủ ở khu vực này luôn. Đấy, rất là tiện luôn. Ngoài ra để đảm bảo an toàn ghi lại hành trình khi mà mình di chuyển, các bác lắp cho em cái bộ cam hành trình đây. Các bác có lắp một chiếc M300. Đấy, 70 mai M300 các bác nhé. Rất là đơn giản đúng không ạ? Đấy, chỉ với combo 3 thứ như này thì các bác đã có đầy đủ tính năng giải trí, có đảm bảo an toàn khi di chuyển và có ghi lại những cái video khi mà mình di chuyển, có vấn đề gì xảy ra mình có thể check lại được. Các bác nào mà cần tư vấn cho xe của mình thì sản phẩm gì các bác có thể để lại comment hoặc qua Kala trực tiếp các bác nhé. Rồi, anh em thấy không? Đó, mùi bình thường ấy, anh em cứ bảo là thay cái này là hết mùi hôi này, xong rồi mùi bụi bẩn đúng không ạ? Nhưng không phải anh em nhá. Cái này nó chỉ là cái lọc gió, lọc bụi cho anh em thôi, từ cái khoang động cơ bên ngoài vào nhá. Thì bình thường cái khoang động cơ anh em lấy gió trong hoặc là gió ngoài ấy, thì cái khoang động cơ xong qua cái lọc này, cái quạt này chính là cái quạt ly tâm để ta khuếch đại cái không khí gió ở bên trong điều hòa đây này. Đấy. Thì cái nó sẽ hút, có cái cổ gió hút bên ngoài vào và qua cái miếng lọc này, và cái lọc này chỉ có tác dụng là chắn bụi và bẩn cho anh em thôi. Nhưng mà cái lọc này trông kín như thế này thôi, nhưng mà nó sẽ không thể cản hết 100% cái bụi mà khi mà đi vào trong cái dàn, đi vào cái hệ thống điều hòa của anh em được. Đấy, thì bình thường một thời gian anh em sẽ thay cái này, nhưng mà anh em lại quên mất là anh em không bao giờ vệ sinh cái dàn lạnh của động cơ bao giờ, điều hòa bao giờ. Cái mà cái dàn lạnh điều hòa chính là cái để tuần hoàn không khí qua đấy để làm lạnh làm nóng cho anh em. Đấy, nhưng mà anh em rất lâu có thể không bao giờ vệ sinh, mà đi cả đời, hết cả đời xe rồi anh em vẫn chưa nghĩ là phải vệ sinh như nào. Giống như cái điều hòa của nhà mình ấy, tại sao lại có những khi mà lắp mới thì nó lại mát như thế, và sau này đi một sử dụng một thời gian sau nó lại không mát và cảm thấy có mùi hôi bí và cỡ như mùi nấm mốc.
ở trong xe đấy, thì hiểu được cái vấn đề đấy, bên em đã đưa về một cái sản phẩm hóa chất vệ sinh dàn lạnh của Vultronic, hóa chất của Đức, để mà vệ sinh toàn bộ lại cái hệ thống không khí bên trong xe và hệ thống dàn lạnh cho anh em, rửa sạch nội soi và đưa được những hóa chất tốt nhất cho anh em để anh em sử dụng, bảo vệ sức khỏe cho anh em, bảo vệ an toàn cho anh em mà không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì trong cái bộ Vultronic này có đến tận 3 cái lọ dung dịch hóa chất để mà tạo tẩy rửa cái dàn lạnh cho anh em. Với cái, những cái lọ với cái hóa chất nhập khẩu của Đức này thì tạo cái diệt khuẩn này và làm sạch. Còn đây là cũng cái dòng của Vultronic AC22, thì con này là tạo vệ sinh lại cái khoang nội thất bên trong xe của anh em, tạo cho anh em một cái không khí trong lành và diệt nấm mốc ở bên trong khoang nội thất bên trong xe. Đấy. Còn anh em nào mà sử dụng xe nhá, mà anh em chưa bao giờ chưa vệ sinh cái dàn lạnh cho ô tô, hoặc là anh em cảm thấy xe có mùi hôi, điều hòa không mát sâu, hay là điều hòa cảm thấy có mùi khó chịu, thì anh em hãy đến với Akala Thái Nguyên để bên em vệ sinh cho các bác. Cảm ơn các bác. V3 về Thái Nguyên rồi anh em ạ. Đi xem là đợt tới xem là có kiểm tra được gì không. Hôm vừa rồi xem review mà anh em chê cái quả mâm này nhiều quá. Nhưng mà nói thật là đúng là nhìn thế này nhìn nó thô thật. Riêng con này về thì anh em cứ làm thêm bộ ốp hoặc là vài nữa nó có ra mâm riêng dành cho V3 để anh em chơi vào thì hết được chấm. Quả này thì chắc phải độ này. Đèn thì anh em muốn sáng đi. Làm thêm quả bi led nữa thì siêu sáng. Cái gương này thì nói chung là cũng chỉ gập cơ này rồi. Phim chắc chắn phải dán, con này mà không dán thì nóng lắm, nói thật đấy. Con này không dán thì đi cực kỳ nóng luôn, bởi vì cái kính này nó to. Ghế bên trong là ghế nỉ thì anh em muốn đẹp thì làm bộ quả da. Hai ghế này thì chi phí nó không nhiều đâu. Trong thì có cái màn hình to rồi, nhưng mà màn hình thì hình như chưa có Apple CarPlay thì phải. Nếu mà chưa có Apple CarPlay thì chắc khả năng là chắc lại phải thay màn. Nếu mà phần giải trí, loa thì có hai loa. Nếu mà nghe hay thì lại phải chơi thêm cặp loa nữa. Đấy. Vài nữa không khéo nó ra cả cái led cánh chim này, cả trước cả sau. Làm quả bộ led nữa cho đẹp. Sơ sơ là cũng thấy có đồ lộ cho V3 đấy. Anh em nào mà đợt tới mà cần nâng cấp làm xe cho V3 thì mời qua Akala Thái Nguyên anh em nhá. Tuần tại Akala có gì? Hôm nay cuối tuần xem tình hình anh em ở xưởng có kiểm tra được gì không, chứ còn tháng cô hôn này đói quá anh em ạ. Đáng ra thì làm được tầm gần chục xe rồi, được còn mấy xe. Một chiếc Nissan Navara thì xe này mới tinh vừa xuất xưởng xong thì việc đầu tiên là phải dán thêm cách nhiệt rồi. Đây sàn đỉnh anh trải thêm bộ sàn da. Đó. Xe này thì làm thêm một số thứ nữa. Đây một chiếc Mazda 2, xe này thì đang tiến hành lắp cái camera 3 mắt. Nguyên nhân là hôm qua chị vợ anh chủ xe đi bị quệt cái đằng trước này. Đấy. Thì là hôm nay phải đi lắp cái camera 3 mắt luôn để đi cho nó yên tâm, an toàn hơn, hỗ trợ cho chị em lái xe nó tốt hơn. Trong này một chiếc Hyundai i10, xe này thì đang tiến hành dán phim cách nhiệt. Xe này thì sẽ bóc cái phim cách nhiệt cũ của xe đi và dán lại phim cách nhiệt mới. Nhưng cách nhiệt cũ của xe thì sau vài năm sử dụng bây giờ nó bạc hết màu và đi nó rất là nóng, rất là nắng. Nên là đã qua em dán một gói phim phổ thông, đó là phim cách nhiệt Deco Hàn Quốc, giá dao động nó khoảng là tầm 4 củ khoai. Đó. Bên này một chiếc Kia Cerato, xe này thì spa lại, thì xe này bên mình dọn dẹp vệ sinh khoang máy. Hả? Đây. Đây là động cơ khoang máy, sau khi mà vệ sinh xong nó sẽ sạch như thế này. Đó. Anh em nhìn như xe mới luôn, đúng không ạ? Anh em mà sử dụng xe ô tô cứ là 9 tháng đến 12 tháng mà chưa đi vệ sinh khoang máy thì anh em nên đi ra các gara vệ sinh khoang máy định kỳ để đảm bảo sao mà cái khoang máy luôn được sạch sẽ. Các cái chi tiết đầu nhựa cũng như là các cái gioăng cao su khi mà vệ sinh xong, bảo dưỡng xong thì tuổi thọ nó cũng sẽ cao hơn. Xe này thì vẫn đang tiếp tục là làm cái vệ sinh cái dàn lạnh điều hòa. Xe này từ lúc mua giờ cũng chưa vệ sinh dàn lạnh điều hòa, thì cái điều hòa hiện tại là nó không được mát sâu như ngày xưa và thỉnh thoảng nó hơi có cái mùi khó chịu, nên là cũng phải tiến hành vệ sinh cái dàn lạnh điều hòa luôn.
bên này một chiếc xe Hyundai Palisade, xe này thì bị đứt kính như bên mình ở hàn chặn xong. Đó, xung quanh sáng nay thì cũng làm được tầm 2-3 con xe, một con VF3 với lại là một hoi hai con cũng đi về rồi. Đó, anh em nào quanh khu Thánh Nguyên cần độ xe thì em mời qua Akala Thánh Nguyên anh em nhá. Chắc rằng là nhiều anh em bây giờ vẫn mua cái kẹp điện thoại và xong là anh em kẹp cái điện thoại ở đây đúng không ạ? Anh em mở nhạc phát qua Bluetooth hoặc là dẫn đường thì anh em đi bằng cái Google Maps này đúng không ạ? Đấy, nhiều anh em bây giờ hiện tại là vẫn đang sử dụng là cái kẹp điện thoại để đây hoặc để trên này. Thực ra cái này thì nó nhiều lúc rất mất tập trung. Đấy, anh em đi lái xe thì biết rồi đó. Còn thay vì cái việc mà anh em phải để cái điện thoại trên này, anh em quan sát vừa đi vừa xem đường, thì hiện tại anh em thay một bộ màn hình Android, nâng cấp lên một bộ màn hình Android như này, thì là anh em sử dụng đầy đủ tính năng, ví dụ như bản đồ dẫn đường này, nghe nhạc, xem phim, giải trí, thậm chí là cả cảnh báo giao thông, bản đồ cảnh báo giao thông ở trên này luôn. Thì anh em thao tác nó rất là dễ dàng, anh em không mất tập trung. Và có thêm phần mềm tính năng là ra lệnh giọng nói, đi anh em không phải ấn tìm địa chỉ này đâu. Chẳng hạn như đây. Đấy, anh em nói là dẫn đường tới sân bay Nội Bài bằng Vietmart 2. Đó. Thì anh em muốn đi đến đâu anh em chỉ cần nói một câu lệnh thôi, là anh em không phải ấn bằng tay hoặc tìm trên điện thoại này. Nhiều lúc anh em chạy cao tốc với tốc độ cao 80-90 km/h mà anh em cứ ấn cái điện thoại này, thực sự là nó rất là nguy hiểm. Đó, còn anh em sử dụng bộ màn hình Android này thì chỉ một câu lệnh thôi, hoặc là anh em muốn nghe nhạc giải trí này, anh em nói một câu thôi, mở video nhạc Quang Lê. Đang mở video nhạc Quang Lê. Đó, anh em vừa có thể là vừa nghe nhạc này, vừa có bản đồ dẫn đường này, cực kỳ tiện luôn. Đó, anh em nào đang sử dụng những cái dòng xe ô tô mà cần nâng cấp lên màn hình Android, em mời qua Akala Thánh Nguyên anh em nhá. Chen Bullet chắc nâng cấp bi thì sẽ như thế nào? Đây anh em này, với bộ đèn bi LED, bi trên sẽ là X-Line V30 Ultra và bi gầm sẽ là bi X-Line X3 Pro. Đây, sau khi nâng cấp đây, anh em thấy là bi pha sẽ đổ vào vị trí zin của đèn pha, bi gầm sẽ đổ vào đúng vị trí của đèn gầm. Anh em thấy không ạ? Sau khi nâng cấp xong, đèn bi nguyên bản của chiếc xe này nó sẽ là đèn bi halogen nhá. Đèn bi gầm là halogen, đèn bi trên sẽ là đèn pha projector rồi nhưng mà là bóng halogen. Độ sáng đi rất là kém nên là anh em hầu như là nếu mà sử dụng đi trong cái cung đường trường đèo núi thì là không bao giờ đủ ánh sáng, đủ điều kiện ánh sáng để mà quan sát, để mà xử lý cho những cái tình huống mà anh em đi trên đường. Thì do cái nhu cầu đi lại ấy, thì là anh chủ anh đã quyết định qua bên em và nâng cấp lên một bộ với combo bi LED và bi pha và bi gầm lên đun full cho chiếc xe này, đảm bảo cái nhu cầu ánh sáng thẩm mỹ và đi không chói mắt cho người đối diện. Đấy. Với X-Line B30 thì nó là vua của phân khúc của bi LED rồi, với mặt cắt cực kỳ là rộng và thứ hai là pha gom vào tâm, ánh sáng chiếu ra hỗ trợ, có chip LED pha hỗ trợ nên là anh em khi mà đi vào trời mưa trời sương anh em đi thoải mái. Với cái nhiệt màu là 5000 cho anh em cho ra ánh sáng hơi ngả vàng để đảm bảo cho anh em quan sát. Thứ hai là bi gầm X3 Pro thì sẽ cho ra ánh sáng trắng nhưng pha tâm vàng để anh em hỗ trợ cho anh em đi trời mưa trời sương vẫn vô tư thoải mái anh em nhé. Và đặc biệt là đèn gầm nó sẽ giấy chân sáng rất là dày nên là đảm bảo cho anh em có thể thoải mái di chuyển cho mọi cung đường, mọi cung thể thiết. Với cái bi X3 bi gầm bi pha X-Line V30 mặt cắt cực kỳ rộng đấy. Còn anh em nào mà chưa nâng cấp đèn nhá, mà muốn nâng cấp đèn và muốn tham khảo những cấu hình đèn tốt chất lượng thì hãy đến với Akala Thái Nguyên để anh em tư vấn hỗ trợ và lắp đặt cho các bác. Cảm ơn các bác. Ba lăn bánh đầu tiên tại Thái Nguyên thì độ gì hả anh em? Đây, chiếc VF3 tới tính tới thời điểm hiện tại là chiếc xe lăn bánh đầu tiên tại Thái Nguyên nhá. Chính xác là lăn bánh đầu tiên tại Thái Nguyên, chưa có con nào lăn bánh tại Thái Nguyên, phải mấy ngày nữa chắc có một con về. Đấy. Thì chiếc xe này độ gì? Nguyên bản xe là cái bóng halogen, anh chủ xe hôm nay anh vừa phản hồi là hôm qua vừa đi nhìn như con đom đóm không sáng, không thấy cái gì cả. Thì đầu tiên là phải nâng cấp đèn đã. Xe này thì mình sẽ lên một đôi bóng LED. Bóng LED nha, bóng LED hàng xịn nhá. Siêu sáng này, mọi người nhìn thấy này. Ánh sáng cốt đây. Cực kỳ sáng, pha này. Rộng chưa? Anh chị em đi trong nội đô đô thị thì bộ đèn này đã thoải mái cho anh em là đảm bảo ánh sáng cũng như tầm nhìn anh em di chuyển yên tâm. Đó. Ngoài bộ đèn này ra thì chiếc xe này có rất nhiều đồ độ. Rất nhiều đồ độ nhé. Ví dụ như cái ốp lá răng này hoặc là cái lá răng này.
thì để đẹp để cá tính thì anh em nên thay một cái bộ ốp la răng mới, lắp thêm đấy. Trong xe thì cái sàn nỉ để thôi, cái sàn nó là sàn nỉ thì anh em có thể nâng cấp lên cái sàn da hoặc là thêm cái lót sàn kata hoặc là sàn nhựa, sàn đúc, có rất nhiều sự lựa chọn cho anh em. Đây, ghế thì là ghế nỉ, ghế này mà bây giờ anh chị em bọc đúng theo cái form này mà bọc bằng da nappa thì hết nước chấm luôn. Ghế cực kỳ êm nhá, ghế này êm lắm mà ngồi rất là cao, rất là thoải mái. Mình đây, mình tận cao 1m75, hơn 70 cân, nhưng mà mình ngồi rất là thoải mái luôn này, chân nhớ thoải mái đó. Cái chân này rộng rãi thoải mái, không bao giờ lo mà bị cộc đầu vào trần luôn đó. Cái này, xe này thì chưa có cam lùi thì anh chị em nên lắp một thêm một cái cam lùi nữa. Đó là trong xe. Còn trên này anh em lắp một cái giá nóc. Thứ nhất là để nhìn chiếc xe nó cá tính hơn, nó khỏe xe hơn. Và mình có thỉnh thoảng mình đi đâu mình có thể chở được những cái đồ nó to to một chút, anh em đặt lên nó thoải mái. Tiếp theo đó là cái bộ LED này, à cái logo này, logo Vin này. Thì đợt tới thì cũng sẽ có cái LED cái chim trước sau cho dòng VF3 này. Đó, những món đồ cơ bản nhất cho VF3 mà anh em nên tham khảo và nên độ. Anh em cần độ VF3 thì mời qua Agala Thái Nguyên anh em nhá. Anh em cứ bảo là dòng con thợ nội thất nó sao mà lâu như thế mà cái chi phí nó lại cao. Đây, anh em nhìn thấy đây là một chiếc xe ASEAN nhá. Ở bên em đang tiến hành dọn nội thất cho anh em. Đây, anh em có thể thấy là có như dòng xe này nó bị cái nước vào trong cái sàn sàn này, và bên em phải tháo hoàn bộ cái phần sàn ra để xử lý lại cho chiếc xe. Thì anh em có thể thấy đây này, cái phần sàn này nó ướt hết này. Và nếu mà xử lý không kỹ thì cái này nó sẽ rất là hôi. Cái này là ngấm nước lên tận trên cái phần này nhá, thì nó cực kỳ hôi. Đấy, và chiếc xe thì tháo ra toàn bộ. Cái này là bên em đã vệ sinh và em đã có lắp lại một số chi tiết rồi. Đấy, còn đây anh em thấy cái phần cốp sau này. Cốp sau sẽ được tháo ra hết toàn bộ để mà vệ sinh lại toàn bộ. Đây, những cái bè này hôm qua đã có tháo ra rồi, hôm nay còn lại đã vệ sinh hoàn toàn và lắp lại hoàn toàn rồi nhá. Chứ còn đây anh em thấy không ạ? Một chiếc xe này khi mà làm nội thất này, anh em để thấy là tháo toàn bộ chiếc xe ra để mà vệ sinh đánh lại cho anh em kỹ càng đến từng chi tiết. Anh em thể thấy này, những cái gioăng cửa gioăng kế này. Đấy, đây anh em ra đây quay lên để thấy. Đây, anh em thấy những cái gioăng cửa này, những cái khe kẽ này được tiến hành vệ sinh lại toàn bộ. Cái lọc gió điều hòa sẽ được tháo ra vệ sinh lại toàn bộ để tránh đảm bảo cho anh em là cái không có mùi hôi đấy nhá. Đấy, chứ không phải là anh em cứ bảo là dọn vệ sinh nội thất xong mà lâu thế này, sao mà cái chi phí nó cao này, xong rồi làm thì một lâu này. Đấy, làm một con nội thất rất là lâu. Nói chung một chiếc xe như này tháo ra cẩn thận cho anh em và vệ sinh lắp đặt lại hoàn toàn hoàn thiện cho anh em. Đấy, anh em mà chưa biết dọn vệ sinh nội thất ở đâu ạ, chăm sóc chuyên sâu ở đâu ạ, hãy đến với Akala Thái Nguyên ngay anh em nhá. Hello anh em, hôm nay rảnh rỗi đi phỏng vấn mấy ông thợ làm xe này cái. Xem là chào chủ tịch. Này là Mazda. Con xe chuyên bị đánh ghen đây. Đấy, anh em thấy không? Xinh lắm à? Nói chung thỉnh thoảng thôi, chứ không phải là đi xem, cứ đi xem anh Năm là có bồ đâu. Nhưng mà đợt này làm sinh năm nhiều phết nhỉ? Ừ, thì đợt này đấy, ngày nào chẳng làm, đến ngày nào chẳng 1-2 con sinh năm làm. Riêng Mazda là rất là nhiều. Mazda sinh năm 2024 thì theo anh nhiệt độ gì? Nếu như mà theo mình nhá, đã làm xe rất là nhiều nhá. Cái đầu tiên thì anh em nên trang bị trong cái mùa hè nắng nóng này. Nếu mà lấy vào cái thời điểm này, anh em nên dán ngay cho mình một bộ phim cách nhiệt chính hãng và dòng tốt, xịn để chống nóng tốt, bảo vệ làn da, chống tiêu UV các thứ. Nhưng mà nói thật là cái phim của hãng dòng này, dòng Mazda này công nhận là nó hơi kém thật, bởi vì là cái nếu như anh em mình làm nhiều nhất, làm mà bóc đi dán lại nhiều nhất chắc chỉ Mazda nhỉ. Ừ, nếu mà dán đi nhiều nhất bây giờ chắc chỉ Mazda. Nếu mà em chủ tịch của Mazda này, chủ tịch em mua xe cả tỷ bán tặng sim phim 3M luôn cho mấy ông như anh chết đói luôn, không có việc mà làm. Ừ. Đấy, các bác đang mà đi con xe Mazda này nhá, các bác cứ để ý xem. Các bác đi tìm rất là nóng. Mà thật ra là đi mà nóng như thế thì em cách Mazda chỉ có khoảng 500m về bên trên này thôi, hướng trên này thôi. Đấy, các bác mà mua xe Mazda là lên ngay em test thử cho các bác ngay cái dòng phim 3M này. Đảm bảo các bác là thứ nhất là về độ riêng tư và thứ hai là về độ cách nhiệt. Đảm bảo các bác là đứng đầu về thị trường luôn.
Thế ngoài phim cây nhiệt thì còn làm gì nữa nào? Con này độ gì nào? Quay giới thiệu cho anh nhé. Nếu như con này nhá, con này là đang làm phun gắn bó với bên mình đây. Gắn bó với mình đây. Đầu tiên anh em nhìn thấy cái núm núm này không? Anh em thấy cái núm núm là cái gì không? Bình thường nhé, các bác phải bỏ ra khoảng 20 triệu để nó cơ 360 đúng không ạ? 5 củ rưỡi các bác làm ngay bộ cam 3 mắt tích hợp vào màn hình zin này. Mà lại có luôn này, một mắt cam này. Đây. Hai mắt cam này. Đấy. 3 mắt cam này và một cái mắt cam đùi của các bác nữa là 4 mắt cam cho bác sinh nhan bên nào có bên đấy nhá. Đấy là cái thứ nhất. Phim thì em không nói rồi, đây là phim đang dán rồi này. Tiếp theo là các bác để ý này, cái nhựa bóng này của các bác này. Rất là hay bị xước thì trang bị ngay một bộ PVF nội thất dán vào như không dán, các bác nhìn thấy không ạ? Đây là em đã dán rồi nhá. Đã dán rồi nhá. Mà các bác không nhìn như không biết luôn. Đấy. Tiếp theo các bác trang bị cho mình cái gì ạ? Một bộ sàn nhựa. Đấy, bộ sàn nhựa như này thì nó vừa thẩm mỹ vừa sạch sẽ, nước không xuống được cái sàn của bác, và các bác muốn vệ sinh các bác chỉ nhấc ra thôi. Ok, và tiếp theo một cái thứ không thể thiếu nữa đó là cái gì đấy ạ? Bộ camera hành trình nhỏ gọn như thế này thôi. Các bác nhìn biết của hãng gì không ạ? Việt Map có hỗ trợ cảnh báo giao thông nhá. Và tiếp theo của cái chiếc xe này là còn nâng cấp cái gì nữa? Các bác đi mà thủng lốp mà không biết đúng không? Trang bị ngay em bộ này. Cảm biến áp suất lốp, hiển thị số cân, hiển thị nhiệt độ của lốp, lốp nóng quá báo, lốp non quá báo cho các bác bên báo từng bánh luôn. Rất là hiện đại, rất là tốt luôn. Đấy. Và màn hình zin của xe thì đã bác không có gì đúng không ạ? Cắm ngay em bộ Android Book nữa, biến màn hình zin thành màn hình Android. Đấy, chỉ có như thế thôi. Là các bác xe của các bác biến thành bản full rồi. Đầy đủ mà cái chi phí nâng cấp rất là hợp lý. Còn các bác nâng cấp ở đâu ạ? Đây, anh này, nâng cấp Mazda thì nâng cấp ở đâu? Nếu mà anh em mà ở quanh khu vực Thái Nguyên nhá, mà cần làm đội cho Mazda ấy, thì ngay qua ngay Akada Thái Nguyên anh em nhá. Cái dòng xe mà đời trước ấy các bác, ấy, từ dưới đời 2020, 2021 thì nó sẽ có màn DVD đúng không? Còn dưới đời đấy thì nó chỉ là cái màn thường thôi. Thì chưa có, các bác chỉ nghe đĩa được thôi. Thì các bác nâng cấp cái màn, ví dụ đây là một chiếc Vios 2018 này. Đấy, thì khi mà mình nâng cấp lên màn Android, nó sẽ là cái màn chính hình như thế này. Và đây là cái viền dưỡng zin của theo xe nguyên bản nhé các bác nhé. Đấy, lên màn này. Đấy, các bác sẽ có đầy đủ combo cam lùi này. Vào lùi nó sẽ hiện lùi và cái khoảng cách, cái này em đang mở cốp. Đấy, các bác có thấy cái góc nó rất là rộng và nó có cam AHD rất là sắc nét. Ở đây thì các bác sẽ có cam hành trình phía trước này. Đấy, ghi hình phía trước nhỏ gọn như này. Còn cái này là cam cũ của bác chủ đã lắp từ trước rồi. Cái này lắp với cái dán này này nó sẽ gọn hơn. Đây, các bác có thể xem đây. Đây là cái cam hành trình ghi hình phía trước luôn nha các bác nhá. Đấy, có cảnh báo lệch làn đường, va chạm sớm cho các bác luôn. Đấy, nhắc xe di chuyển. Đấy, có đầy đủ luôn. Các bác xem lại, mình có thể xem lại trên màn hình này luôn. Các bác không cần phải kết nối điện thoại nữa. Đấy, rất là tiện luôn đúng không ạ? Đây, có cả ghi âm luôn. Đấy, đầy đủ. Và một cái màn Android thì không thể thiếu được các chức năng như là bản đồ. Đấy, bản đồ có cảnh báo tốc độ cho bác này, nghe nhạc giải trí, điều khiển ra lệnh bằng giọng nói luôn. Chiếc Vios này thì sẽ ra lệnh giọng nói ở trên vô lăng này luôn các bác này. Thì mình chỉ cần bấm vào đây thôi. Các bác chỉ cần bấm đây thôi. Mở video nhạc trẻ remix. Đang mở video trẻ remix. Đó. Các bác chỉ cần nghe, muốn nghe nhạc gì thì mình chỉ cần bấm vào, mình ra lệnh cho cái màn nó hoạt động luôn. Đấy, nó sẽ làm mở cái theo yêu cầu của mình. Đó. Đây. Đi đến sân bay Nội Bài. Đang chỉ đường đến sân bay Nội Bài. Các bác rảnh tay thì đương nhiên là mình chỉ cần bấm trên này thôi đúng không ạ? Đấy, tăng giảm âm lượng. Qua bài, next bài. Rất là tiện luôn. Đấy, nó sẽ có bản đồ Google Map này, Việt Map cho các bác sử dụng bằng Navi theo. Đấy, có cả bản đồ online và offline cho các bác sử dụng nhé. Đấy, có cảnh báo tốc độ và cam phản nguội cho các bác luôn. Đấy, bác nào mà đang sử dụng xe mà chưa có những cái tính năng đấy thì các bác có thể qua Akada Thái Nguyên để trải nghiệm các bác nhé. Đợt này bác Vượng chơi lớn, miễn phí 1 năm sạc đầu cho anh em xe điện. Không biết là đợt này có kiếm chắc gì không anh em ạ. Nói chung là anh em mà cứ lấy tầm VF5 này thì là anh em bọn em là vẫn có việc làm. Đây một chiếc VinFast VF5 thì cũng sẽ lại lên một số món đồ. Giới thiệu qua anh em tí.
Xe này thì bên mình vừa lên một cặp bi LED. Ánh sáng nguyên bản của nó là bi projector sử dụng bóng halogen ánh sáng vàng. Chủ xe đã thay thế lên một cặp bóng LED rồi nhưng mà vẫn chưa sáng lắm. Thì hôm nay quyết định lên cặp bi LED cho sáng. Lắp đặt zin nhá. Đấy. Yên tâm là không ảnh hưởng gì hệ thống điện nhá. Đây, cặp bi LED cho ánh sáng đi tốt hơn này. Trong xe thì anh em cũng độ nhẹ nhàng thôi. Như chiếc xe này thì trang bị thêm một con cam hành trình. Cam hành trình này thì dòng này thì dòng phổ thông rồi. Cam hành trình 70 mai. Nếu mà anh em muốn lắp ngon, bổ rẻ, gọn thì nên lắp những cái dòng như này. Tiếp theo thì về các cái tính năng giải trí thì xe này cũng lên một bộ Android Box. Đó. Đấy, Android Box Calling Kit, lên bộ Android Box sử dụng các tính năng nghe nhạc, xem phim, giải trí, bản đồ dẫn đường. Tiếp theo là anh chủ xe cũng trải thêm bộ thảm sàn. Đấy, cho nó sạch sẽ. Mà em nào đi xa thì nên mua cái cặp tựa lưng này, bằng cao su non này. Anh em nào đi hay đi xa nhiều thì có cái đôi này đi nó đỡ mỏi hơn. Đó. Đấy, đấy những món đồ cơ bản thôi. Không biết đợt tới nếu mà anh em lấy xe điện nhiều cần làm đồ độ xe ở khu vực Thái Nguyên thì em mời qua Akala gặp em Hưng. Đây rồi anh em ơi, đây này, cái là cái khoang máy mà chưa vệ sinh này. Anh em nhìn thấy cái khoang máy mà chưa vệ sinh thì nó như thế nào chưa? Đây, sau thời gian sử dụng dài này anh em thấy là bụi bẩn bám lên rất là nhiều. Và thứ hai là những cái anh em thể thấy khi mà bụi bẩn tích tụ đây này thì lâu này thì những ở những cái đầu rắc này anh em thấy không ạ, đơn đất cát nó sẽ nhét vào đây này. Đấy, và theo anh Dương em rửa xe thì nó nước riếc nó sẽ bám vào đây và nó sẽ khoảng khô cứng cái cao su này. Đấy, khô cứng cái cao su này và sau nó sẽ oxy hóa dần dần, nó sẽ mục và gãy. Đấy, anh em mà không rửa xe thường, anh em mà không chăm sóc thường xuyên nhá, không em chăm sóc định kỳ nhá, thằng này sẽ vỡ đi. Còn đây là một chiếc Toyota Vios, bên em đang tiến hành vệ sinh khoang động cơ đây. Anh em có thể thấy là sau khi về rửa lại thì nó sẽ sạch. Đây, anh em đang tiến hành rửa đây. Và rửa bằng cái gì ạ? Vẫn là cái máy hơi nước nóng huyền thoại của em đây. Đấy, anh em chỉ cần lấy cái máy hơi nước nóng này anh em về vệ sinh thôi và xịt thôi. Và hóa chất thì sẽ là hóa chất chuyên dụng, không ảnh hưởng đến cái hệ thống khoang động cơ của anh em. Đấy, anh em thoải mái rửa, anh em đấy, không ảnh hưởng đến những cái diên sắt, những cái diên sắt về mặt máy đấy nhá. Đi theo cao su nó không ảnh hưởng nhá. Anh em thấy không ạ? Đấy, vệ sinh ngâm ủ thoải mái. Đấy, đây là cái vệ khoang máy đang vệ sinh và cái này là khoang máy chưa vệ sinh. Anh em thấy hai cái đang xong hoàn toàn. Sau khi vệ sinh xong thì nó sẽ được dưỡng lại bằng một hệ dưỡng lại bằng nhựa, dưỡng nhựa, dưỡng cao su để làm mềm hết những cái gioăng cao su này để cho lại cho anh em. Để anh em cái khoang máy của anh em lúc nào cũng bền và đẹp nhá. Anh em mà có nhu cầu vệ sinh khoang động cơ nhá, hãy đến với Akala Thái Nguyên ngay anh em nhá. Đi bao nhiêu lâu thì nên dọn nó hết một lần ạ? Đấy, đấy là câu hỏi mà hầu như các bác đang đi xe mà bác rất hay hỏi. Mà không biết là cái xe của mình nên định kỳ dọn bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu thì nên dọn một lần. Thì bình thường định kỳ khoảng độ 6 tháng đến 1 năm thì các bác nên dọn nội thất cho mình lại một lần để cho chiếc xe của mình luôn sạch, đẹp và cái nhựa này các bác được dưỡng đều để lấy lại những cái màu nguyên bản của chiếc xe, tạo độ bóng và độ lì. Đấy. Và bảo dưỡng cho chiếc bụi chi tiết nhựa, chi tiết da không bị lão hóa. Đấy, là cái đầu tiên. Và những cái khe kẽ này. Và thứ hai là khi mà các bác đi bên trong xe này, khoang nội thất xe mà sạch sẽ thì làm cho chúng ta cảm thấy rất là thoải mái và nhìn được cảm thấy nó yêu chiếc xe của mình hơn. Đây các bác có thể nhìn thấy đây là chiếc VinFast Fadin mà qua bên em chăm sóc lại tổng thể, dọn lại nội thất chuyên sâu này, vệ sinh khoang động cơ này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy này, cái xe từ 2020 đến bây giờ là 4 năm. Đấy, sau khi vệ sinh các bác nhìn thấy cái thay đổi lớn không ạ? Cái gioăng cửa này sẽ được vệ sinh lại hoàn toàn. Đấy, gói này thì đã tháo ghế hoàn toàn ra để mà vệ sinh. Đây, các bác có thể nhìn thấy đây, bên trong bên em tháo hết toàn bộ này ra, vệ sinh lại toàn bộ những ngóc ngách ra. Anh em có thể thấy đây, sau khi vệ sinh xong, đấy, lấy lại vẻ đẹp nguyên bản của chiếc xe. Đấy, sau nhiều năm sử dụng mà cái xe của mình vẫn còn đẹp bóng và đẹp như thế này. Và cái thứ hai đấy là cái khoang động cơ của anh em. Anh em có thể thấy là cái khoang động cơ là một cái khá là quan trọng. Khi mà các anh em lâu ngày không vệ sinh thì thật ra là sẽ làm cái môi trường cho chuột, bọ, rắn, rết nó sẽ ở nó trú ngụ trên này. Vất nhất là con đầu đen, con chuột ấy, nó rất hay nằm ở trên này và đái ở trên này. Và có nghiêm trọng hơn có thể cắn hết những cái dây điện như này. Đấy. Nó các bác không chăm sóc thường xuyên để phát hiện, một thứ nhất là khi mà chăm sóc thường xuyên các bác sẽ phát hiện ra được là cái khoang máy của mình nó có bị hư hại gì không này. Và để em báo cho các bác để các bác biết để xử lý sớm không có những cái thiệt hại về sau này, kiểm tra lại hoàn toàn được cái nước máy này,
hệ thống điện của xe này có vấn đề gì không thì bên em sẽ báo cho bác. Vì giờ là cứ nói là ô tô thôi, nhiều bác con trai hoặc con gái đi cũng có thể là không bao giờ biết được là cái xe của mình nó bị tình trạng như nào. Rất là nhiều người bị tình trạng như thế và có qua bên em, và đến lúc em báo, em nhắn tin và em thông báo cho thì mới biết là cái xe nó đang bị tình trạng như thế này. Còn anh em hầu như là cứ đổ xăng vào và đi. Đấy. Còn anh em nào mà chưa biết vệ sinh nội thất đâu nhá thì hãy đến với Akala Thái Nguyên nhá, để bên em vệ sinh cho các bác. Hóa chất chuẩn chỉ, đảm bảo các bác là toàn hóa chất chính hãng, vệ sinh cho các bác sạch đẹp, bảo dưỡng lại toàn bộ cái hệ thống da và có những cái gói khử mùi khử khuẩn trong xe để cho chiếc xe của các bác thơm tho sạch sẽ. Cảm ơn các bác. Vâng. Các bác đừng có vội thay màn hình khi mà chưa biết đến cái sản phẩm này nha anh em nhá. Đây, đây là bộ Android Book mà lắp biến màn hình zin thành màn hình Android, được lắp đặt được cho tất cả các dòng xe như Santa Fe, Tucson, Kia, Mazda, Pozo. Đấy, hầu như các dòng xe mới trên thị trường đời mới bây giờ sẽ lắp được hết tất cả các dòng Android Book này và đều hỗ trợ cho các dòng xe anh em nhá. Thì cái bộ này thì chỉ cần anh em chỉ cần đây. Đấy, bộ nó nhỏ này thôi và đây này, trong này nó sẽ có một cổng USB để cắm kết nối từ cái bộ Android Book này vào cổng USB zin của xe, và anh em có thể sử dụng được nguyên cái trên cái màn hình zin của xe mà sử dụng tính năng Android như ra lệnh giọng nói, bản đồ dẫn đường, cảnh báo tốc độ, mở video xem YouTube. Đây anh em thấy là cái bộ em đang thi công và lắp đặt cho chiếc Hyundai Tucson đây, thì đấy bộ Android Book thì cắm zin vào cổng USB và biến cái màn hình zin thành màn hình Android, và anh em sẽ không cần phải cài đặt cái gì ở trên đấy nữa và không phải thay đặt màn hình, tất cả đều là cắm jack zin và cắm thông qua cổng USB và giữ zin 100% cho anh em. Còn khi nào anh em muốn về zin anh em chỉ cần rút cái này ra, hoặc là anh em có hai xe nhá thì anh em chỉ cần lấy cục bộ book này thôi và rút ra cắm sang dòng xe khác là xong. Đấy, rất là thuận tiện và tiện lợi cho anh em. Cấu hình thì cực cao, RAM 4GB và ROM 64GB, đảm bảo cho anh em sử dụng tất cả các tính năng giải trí trên xe. Đấy, còn lắp đặt Android Book ở đâu ạ? Hãy đến với Akala Thái Nguyên anh em nhá. Hôm vừa rồi mình có làm một chiếc xe VF3 màu vàng, là trước đấy cũng là chiếc đầu tiên lăn bánh tại Thái Nguyên. Hôm nay thì cũng rất là may mắn cơ hội làm tiếp một chiếc xe VF3, mà xe này thì là màu khác nhé, màu xanh kiểu xanh là xanh bộ đội à. Đó, bên ngoài nhìn thì cái màu này nó cực kỳ sáng, cực kỳ tươi nhé. Trong ảnh thì anh em nhìn có vẻ nhìn nó hơi bộ đội một chút, nhưng mà bên ngoài nhìn nó sáng lắm, nhìn nó tươi lắm. Đó, xe này thì anh cũng đã đi được một tuần rồi, cũng chưa lên cái món đồ gì cả, thì hôm nay qua bên em dán phim cách nhiệt. Thực sự là với cái mức lượng đặt đơn là hơn 30.000 đơn cho chiếc xe VF3 này thì mình nghĩ thôi, một thời gian nữa thì xe VF3 này chạy ngoài đường khá là nhiều. Và thực ra là em thấy nó cũng rất là hợp lý. Hôm vừa rồi em làm một chiếc xe rồi, hôm nay tiếp tục tiếp nhận được làm một chiếc xe nữa. Thì chiếc xe này mà để cho chị em đi làm này, cũng như là đi trong nội đô đưa đón con đi học, cũng như là đi chợ, rất là hợp lý. Khoảng không gian trong xe ngồi 2 người, 3 người rất là rộng. Mà hôm vừa rồi mình có trải nghiệm đi chiếc xe này rồi, đi nó khá là bốc đầm. Nói chung là đi đến mà khi mà đạp ga nó lên rất là nhanh, cảm giác lái khá là ổn. Thực sự là về những dòng VinFast đời mới thì họ cũng rất là chiều khách hàng. Như chiếc xe này thì những cái chi tiết bên trong xe họ nhấn nhá cũng rất là đẹp. Đấy, mọi người nhìn thấy đây, nhấn nhá một chút. Các cái chi tiết này thì hoàn toàn là bằng nhựa. Thì ở một chiếc xe phân khúc tầm mini thì như này là mình thấy là cũng khá là ổn rồi. Đó, một chiếc xe với mức thuê pin là hơn 200 triệu để cho chị em đi làm, cũng như là đi đưa đón con đi học, đi chợ thì nên mua. Đó, đi trong nội đô, ví dụ như ở Thái Nguyên mức mật độ xe điện khá là nhiều, mà đi đến giờ cao điểm ấy, mà đi xe to tắc thì rất là mệt, nên là làm một chiếc nhỏ nhỏ xinh xinh như này thôi thì rất là hợp lý. Đây là chiếc Ford Ranger đời 2016 thì các bác thấy không ạ? Với thời gian sử dụng dài thì khoang máy rất là bẩn, thì có qua bên em để mà vệ sinh lại toàn bộ khoang máy. Đây, khoang máy thì bên em đã có các kỹ thuật viên bên em đã vệ sinh xong rồi, thì đã trả lại cho chiếc xe khoang máy này có một vẻ đẹp gần như là nguyên bản. Với thời gian máy đã chạy đi thời gian lâu rồi thì tất nhiên là sẽ không thể được 100% như mới, nhưng mà sau khi rửa xong
thì toàn bộ cái khoang máy sẽ được vệ sinh sạch sẽ, dưỡng lại toàn bộ hệ thống dưỡng nhựa cao su để làm mềm cao su, và những cái chân rác này được đảm bảo cho các bác là hoạt động trong thời gian dài và tránh được cái môi trường ẩm thấp, bụi chuột chuột có thể lên trên khoang máy này của anh em làm tổ đấy. Còn combo chuyên sâu hơn thì bên em có dọn nội thất cho chiếc xe này đấy. Thì bây giờ em kỹ thuật đang được vệ sinh lại tổng thể cho chiếc xe đây. Các bác có thể nhìn thấy sau thời gian dài mà các bác không vệ sinh này, sau khi đánh ra thì chất bẩn nó sẽ ra như là như này, màu vàng này. Và bên em sử dụng toàn là những cái hóa chất chuyên dụng cho các bác, hóa chất của GB, hóa chất của Maquai để vệ sinh chiếc nội thất của chiếc xe của mình. Chiếc xe này thì sẽ lựa chọn gói vệ sinh cao cấp, do tháo toàn bộ ghế và sàn ra cho bác để mà vệ sinh chuyên sâu từ trần, sàn, vô phần táp lô, cánh cửa, hồn cốp, để chi tiết cho các bác. Và những cái gioăng cửa kính này các bác đi lâu ngày nó sẽ bị rít và kẹt. Thì bên em có tháo có vệ sinh là toàn bộ cái này với gói vệ sinh cao cấp. Đây các bác có thể nhìn thấy khi mà các bác đi lâu này, đấy, cái vết dầu mỡ cái bẩn sẽ bám này, đây chính là cái tác nhân gây ra cái ảnh hưởng đến sức khỏe cho các bác. Thì các bác nên vệ sinh định kỳ từ 6 tháng đến 1 năm một lần cho chiếc xe của mình để đảm bảo cho chiếc xe của mình luôn luôn sạch đẹp và không khí trong lành. Cảm ơn các bác. Lâu lâu lại set một cái gói phim hợp lý nhất cho anh em để cho anh em tham khảo nhá. Thì là phim cách nhiệt thì nó cũng có rất nhiều loại và rất nhiều gói phim. Nhiều anh em vừa lấy xe xong thì cũng đang rất là băn khoăn, cũng như là chưa biết dán cái loại phim nào là nó hợp lý. Thứ nhất là nó sẽ đảm bảo về chất lượng, thứ hai là nó cũng phù hợp với lại cái tài chính mà mình muốn chi trả bỏ ra. Thì hôm nay em lại giới thiệu cho anh em một cái gói phim rất là vừa phải, rất là hợp lý và chất lượng rất là ok nhé. Hiện tại đây là một chiếc xe Toyota Wago, thì bên mình đang tiến hành dán phim cách nhiệt. Xe này xe mới tinh từ hãng ra. Thì xe này mình dán cái gói phim là kính lái dán 3M Crystalline mã CR60. Đấy, với cái tổng tài chính kính lái hiện tại như cái dòng này là hơn 5 triệu, hơn 5 củ nhé. Còn lại ở kính sườn này là mình dán dòng phim Beko của Hàn Quốc. Đấy, kính sườn, 4 kính sườn và kính lưng, cả cái ô nhỏ này hoàn toàn là đều dán hết. Và một cái combo như một cái gói phim như thế này dán cho xe Toyota Wago và những cái dòng xe sedan khác thì đang có cái mức giá kính lái 3M kính sườn là Beko thì đang có cái mức giá là khoảng hơn 8 triệu đồng. Và khi anh em đặt lịch thì bên mình sẽ có cái chương trình là chiết khấu cho anh em. Đó, giá lúc nào cũng tốt nhất thị trường cho anh em. Vậy thì một cái gói phim vẫn đảm bảo là kính lái là hàng xịn và cái kính sườn là dòng phổ thông, và vẫn đảm bảo cho em thứ nhất về độ cách nhiệt để ngăn cả các tia hồng ngoại này, và giá thành nó chỉ tầm khi mà hoàn thiện xong chỉ hơn 7 củ thôi, hơn 7 củ khoan là anh có gói phim. Mà tất cả các tấm phim này bên mình sẽ bảo hành cho anh em 10 năm nhé. Xin nhắc lại bảo hành cho anh em 10 năm nhé, 10 năm bong chốc đổ dầu đổ phim ra đây hoàn toàn là giá mới luôn. Đó, đấy thì là mình vừa giới thiệu cho anh em một cái gói phim. Thứ nhất là bảo chất lượng, thứ hai là nó phù hợp với chi phí mà anh em muốn bỏ ra. Tầm 7 đến 8 củ là anh em đã có ngay một cái gói phim đảm bảo chất lượng. Nói chung là chính sách bảo hành ok, và đặc biệt là chuẩn chính hãng anh em nhá. Tại Akala Thái Nguyên thì có những gì ạ? Anh em thấy ạ, đây là chiếc Kia Sonet. Trước này thì vừa mới từ hãng về nhá. Thì có qua bên em lắp một bộ camera hành trình của 70 mai này, Android Book DX265 của ZTEC này. Đấy. Đấy. Anh em thấy xe vừa mới lấy từ hãng về nhé. Đấy. Còn bên này là một chiếc Chevrolet đây. Thì bộ cái chiếc xe này thì đang nâng cấp đèn. Đây anh em thấy cái đèn gầm nguyên bản của chiếc xe được tháo ra. Và ngoài ra thì có lâm công bộ Bifa, đó là X-Line V30, bi gầm thì là X3 Pro. Mã dành riêng cho hệ thống Auto 365. Đấy. Với combo này hơn 10 gần 15 triệu nhá anh em nhá. Cho chiếc xe này. Toyota Avanza thì tiến hành vệ sinh dàn lạnh với hóa chất của Voltronic, vẫn là cái hóa chất quen thuộc bên em đang làm vệ sinh dàn lạnh đây. Đấy. Và bên trong này là một chiếc đây anh em, ngoài đây là đây là một chiếc Innova cũng đang chờ để vệ sinh dàn lạnh nhé. Đây. Đấy. Đây là chiếc Toyota Vios, đeo này đang dán full phim 3M. Đấy, 3M Crystalline anh em nhé. Đây. Đấy. Đây đang kỹ thuật đang bên trong đang dán kính lái. Đấy. Ngoài ra thì chiếc xe này còn lên một bộ màn hình ZTEC S100G nữa. Đây, không biết màn anh em đã lắp chưa? Đây, anh em nha. Màn thì được lắp vào vị trí gì nữa đây, chiếc xe này đây, đã được lắp rồi. Đấy. 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 Anh em mà nào mà xe mà còn đang thiếu phụ kiện đồ chơi gì thì hãy ghé qua Akala Thái Nguyên để em nâng cấp ngay cho các bác nhé. Đấy, màn hình, phim cách nhiệt, cam 360, bậc dẫm, đầy đủ hết các đồ chơi cho anh em. Cảm ơn anh em. Thứ tư tại Akala Thái Nguyên. Đây, anh em chơi trước cái Mazda CX-5
Thì chiếc xe này vừa mới lắp bộ màn hình ZX F100G. Đấy anh em thấy ạ. Màn hình là màn 9 inch nhá, lắp zin cho dòng Mazda CX-5 luôn. Đấy, đầy đủ tính năng. Bên này là một chiếc Isuzu D-Max. Thì chiếc xe này cũng đang lắp màn hình và với cái cấu hình đó là ZX F100G. Đấy, mẫu màn hình quốc dân. Đấy, anh em thấy ạ. Đây. Con này thì đang lắp kỹ thuật bên em thì đang lắp và thi công và hoàn thiện với chiếc xe này. Đấy. Bộ màn hình F100G thì được tặng hàng kèm camera hành trình và cam lùi, bản đồ dẫn đường của Vietmap, Navitel và Google Map cho anh em nhé. Lắp đặt thì những cái dòng xe như hiện tại bây giờ thì tất cả đều có dưỡng riêng và cắm jack zin 100% cho anh em. Đấy, trừ những trường hợp mà jack những cái dòng xe đời trước đã lắp màn và đã cắt đấu nối rồi thì bên em sẽ đấu nối lại. Còn lại nếu mà xe vẫn là giữ nguyên zin thì bên em sẽ cố gắng tìm được cái jack điện, jack chuẩn để mà cắm jack zin cho chiếc xe của các bác. Đấy. Còn đây là một chiếc VinFast Lux SA thì chiếc xe này đang sử dụng gói vệ sinh khoang động cơ. Đây anh em thấy ạ. Đấy, kỹ thuật đang tháo và che đậy những cái phần chi tiết cần thiết để mà khi mà vệ sinh khoang động cơ đảm bảo độ an toàn nhất cho chiếc khoang máy của các bác. Những cái chi tiết điện đảm bảo an toàn sau khi vệ sinh xong vẫn hoạt động với trơn tru. Đấy, vệ sinh thì bằng máy hơi nước nóng. Bên em có đầu tư nguyên một cái mức máy hơi nước nóng để vệ sinh nguyên cho cái dàn, nguyên cho trước cái khoang đầu máy của các bác. Đấy. Còn các bác nào mà chưa biết nâng cấp ánh sáng này, chưa biết nâng cấp màn hình ở đâu thì hãy đến với Agala Thái Nguyên, Auto 365 Thái Nguyên bác nhá. Đây. Chà, như camera em đã nhấc vào đây rồi này. Anh chị ấn vào đây là camera, nó hiện ra camera này. Thì muốn xem lại, chỉ ấn một lần màn hình, ấn nút cài đặt. Playback. Nó sẽ ra một loạt video này, ấn một cái nó xem nó làm gì, ấn vào đây. Cái này được bao lâu? 32, thẻ 32GB, nó sẽ lưu trong khoảng 3 tiếng. Đấy, còn lại dẫn đường nếu mà không dùng giọng nói thì ấn vào đây. Thì nó diễn ra thằng Việt Mát đấy. Còn lại giọng nói thì bấm đây. Mở video lại quên. Cái này quay nó sẽ mô tả, nó nói nó sẽ có mở video tên ca sĩ, tên bài hát hoặc tên thể loại nhạc, ăn nhạc vàng, nhạc trẻ. Nhưng mà bắt buộc phải có chữ mở video ấy, thì nó mới vào YouTube. Còn nếu mà nói chỉ nói mỗi bài hát không thì nó sẽ vào Zing. Còn dẫn đường thì cứ thế đấy, chẳng hạn nếu đi Google Map thì ấn vào đấy, dẫn đường đến sân bay Nội Bài nó sẽ tự điều hướng sang Google Map. Còn nếu đi bằng Vietmap thì nói Vietmap, đi bằng Navitel thì thêm cái chữ Navitel cuối cho em rồi được. Còn về lùi thì nó sẽ tự điều hướng và cam lùi đấy, từ vị trí này nó sẽ điều hướng. Trong Google Map này thì nó sẽ lại không có cảnh báo tốc độ, nó lại bất tiện một cái nữa. Còn cái Vietmap với Navitel nó có cảnh báo tốc độ ra vào khu dân cư. Đấy, vậy thì mình đi nó sẽ tiện hơn. Nói chung là đi theo cái bản đồ nào mình cảm thấy nó đi phù hợp, nó ấy với mình thì mình đi. Còn đi có vấn mắc gì thì gọi điện cho em, nó hỗ trợ. Có số điện thoại đúng không? Có, trên phiếu đấy, vâng. Đỉnh chiếu này là số điện thoại của em, ba số, số nào ai gọi số nào cũng vào được. Dùng nhiều đi quanh quanh đây mà ít dùng bản đồ. Đây là chiếc Hyundai Accent bản mới nhất, bản 2024, bản này vừa mới ra mắt anh em ạ. Thì chiếc xe này là chiếc xe mới tinh và chưa có phim cách nhiệt, thì đã chọn Agala Thái Nguyên để dán cho chiếc xe của mình một bộ phim cách nhiệt. Với đây, với chiếc xe này thì em đã tư vấn cho bác chủ đó là dán kính lái là 3M Gridride, mã cao cấp nhất của 3M. Đấy, dòng phim quang học để dán cho chiếc kính lái của mình lúc nào là tốt nhất mà xịn nhất để cho đảm bảo cách được nhiều nhiệt nhất và hạn chế nóng rát. Đấy, thì anh em đây thợ kỹ thuật bên em đang thi công và chuyển vào phim. Với mã kính sườn thì em tư vấn cho bác chủ đó là đối với dòng phim của Hàn Quốc thì đây là cái dòng phim, đây là cái bên này là em chưa dán này. Đấy, kính nó vẫn còn đang chóng như thế. Và anh em sẽ xem cái trước khi dán và không dán thì nó sẽ như thế nào nhá. Và cái mặt bên kia thì bên em đã dán phim rồi. Đây. Em có thể thấy khi qua kính cái độ cách nhiệt và cái độ xuyên sáng nó có sẽ có giảm đi và độ tiêu UV nó có giảm. Đấy, anh em thấy cái chỉ số này. Nhưng mà rất là nóng nhá. Còn khi mà dán phim vào rồi thì anh em sẽ thấy nó khác biệt hoàn toàn đây. Đấy, còn khi thi công thì có những cái khăn như này để che hết cho anh em. Đó, anh em có thể thấy sau khi mà qua phim thì độ tiêu UV nó lên đến 100%, độ xuyên sáng giảm xuống để đảm bảo độ tương tư và độ cách nhiệt lên đến 98%. Đấy. Thì mấy bộ phim mà dán được như thế, đây anh em nhìn thấy không ạ? Sau khi dán xong, độ tương tư nó đã có. Đây, khi mà đằng trước này với tông sáng hơn để đảm bảo cho anh em còn thôi để nhìn gương.
đằng sau đen tối hơn để đảm bảo độ riêng tư. Đấy, rất là thẩm mỹ. Và ngoài ra chiếc xe này thì em sẽ dán cho anh em thêm một cái bộ PVF nữa, phủ ceramic toàn bộ bề mặt sơn để đảm bảo cho chiếc xe bóng đẹp. Đấy, dán PVF bên trong nội thất bên trong, dán một bước những cái chi tiết rất nhỏ thôi để trau chuốt cho chiếc xe của mình rất luôn luôn đẹp và thẩm mỹ. Anh em có thể đi đến khoảng 5 đến 10 năm sau mà cái chiếc xe của mình vẫn đẹp, không bị hạn chế xước và độ cách nhiệt của phim vẫn còn tốt cho anh em. Đấy, phim thì bên em bảo hành cho anh em là 10 năm. Đấy, anh em nào mà chưa dán phim cách nhiệt nhá, mà hoặc đang có tham khảo đến các dòng phim cách nhiệt thì hãy đến với Agala Thái Nguyên. Bên em có đầy đủ máy test, máy thi công, thợ kỹ thuật chuyên nghiệp, lành nghề để đảm bảo dán cho anh em những bộ phim tốt nhất, chuẩn nhất và xịn nhất. Anh em có thấy là đây là chiếc Hyundai Tucson mà sao, tại sao anh em có thể thấy là bên em đang tháo tung hết tất cả các đồ ra đây này. Cua lốp trước này, bánh xe này, cua lốp sau này và bánh sau này, cả ống xả nữa và cái chắn gầm ở phía bên dưới. Tại sao bên em lại tháo tung hết ra như này ạ? Đấy, thì đây là chiếc Hyundai Tucson, thì con xe này thì vừa mới xuất xưởng từ trong hãng ra, thì cái xe này đang làm cái dịch vụ đó là sơn phủ gầm chống gỉ cho chiếc xe này nhá, để mà bảo vệ cái chiếc gầm của chiếc xe của bác tốt nhất cho trong cái thời gian bác sử dụng 5 đến 10 năm, không ảnh hưởng gì đến cái vị trí gầm của bác. Đây là cái vị trí gầm mà cái xe mà xuất xưởng từ trong hãng ra này, các bác nhìn thấy không ạ? Đây, nguyên sàn này nó vẫn chưa phủ gì, thì sau một cái thời gian dài mà đi mà các bác đi thì thực ra là nó thời gian tích tụ vào rồi, thì cái gầm này có thể sẽ sau ngày nó sẽ ăn vào cái sắt này và nó sẽ gây một gầm và hỏng cái phần sàn dưới này. Đấy, đây một cái sàn, phần sàn dưới các bác có thể để ý thấy này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy là ở những cái phần này nó có lớp phủ bảo vệ này. Đấy, các bác nhìn thấy không ạ? Đấy, từ trong hãng nó cũng có phủ rồi. Và các cái phần này là cái gì ạ? Cái phần này là cái phần tiếp giáp của cái lớp mối hàn này và dập tiếp nối chi tiết của những cái chi tiết của để đỡ những giá này, thì những cái này nó hay có cái khe này thì nước nó hay vào đây và tích trụ trong này. Đấy, và nó bùn đất anh em nhét vào đây thì nó sẽ gây ra cái tưởng nó là gì, đúng không ạ? Thì đây bên em sẽ phủ một cái loại vật liệu phủ gầm lên. Đây, bên em đang làm dụng cụ cái loại vật liệu của Onca. Đấy, mã là tôi sẽ một gốc này, gốc dầu thì sẽ được vắn và phủ lên toàn bộ cái bề mặt của cái phần sàn này. Cái phần sàn này sẽ được phủ hết lên toàn bộ cái phần sàn này cho các bác nhá, giống như cái phủ nguyên bản của nhà máy đây. Đấy, nhưng mà nhà máy nó chỉ phủ một số chi tiết ở đây cho anh em, cái rãnh kết nối này, những cái chi tiết mối hàn thôi. Còn bên em sẽ tháo hết toàn bộ ra như này và sẽ phủ hết lên toàn bộ cái bề mặt tôn như này, từ bánh bốn cái hốc bánh xe này, phần sàn phía bên dưới này. Đấy, các bác nhá, được tháo ra vệ tinh khô chi tiết như giống như trong nhà máy luôn và sẽ được phủ lại hoàn toàn. Thì những cái chi tiết mà những đống mối này tí nữa sau cái phần nó sẽ che đậy lại để khi mà các bác bảo dưỡng thì không ảnh hưởng gì đến cái phần quá trình bảo dưỡng của ông này. Và đây sau kỹ thuật bên em thì đang làm và thi công, và sau khi đã rửa xe khô và sẽ phải sấy khô lại toàn đoàn để đảm bảo cho cái phần gầm của chúng ta rửa khô và tạo được cái độ bám dính tốt nhất. Đấy, anh em nào mà mới lên xe mới mà chưa phủ gầm mà đang quan tâm đến cái dịch vụ gầm này thì hãy đến với Agala Thái Nguyên ngay để bên em tư vấn hỗ trợ và thi công cho các bác nha. Bên cạnh em đây là cái máy làm sạch dàn lạnh các bác nhá. Đấy, làm sạch dàn lạnh cho ô tô này. Đấy, diệt khuẩn đến 99,9% này, vi khuẩn nấm này, loại bỏ mồ hôi dầu mỡ này. Đấy, tất cả dung dịch nó sẽ được nạp vào trong cái bộ máy này và nó sẽ có một cái đường dẫn ra đây để mình đi thẳng vào cái dàn lạnh điều hòa. Đó, vào hẳn với dàn lạnh điều hòa. Ngoài ra thì bên mình sẽ có một cái máy nội soi dàn lạnh điều hòa như này các bác nhé. Đấy, sẽ có một cái máy nội soi này thì mình sẽ đi thẳng vào tận đến trong sâu đến trong cái dàn lạnh điều hòa. Đây, các bác có thể nhìn thấy trực tiếp cái dàn lạnh điều hòa nó như thế nào, đúng không ạ? Bên em đã vệ sinh qua này, những cái đường mà khi mà cái máy mình vệ sinh qua nó sẽ sạch hơn này. Đây, các bác có thể thấy còn những cái đường ở bên mé này nó sẽ mờ hơn đó. Hiện tại thì Agala bên em đang có cái chương trình khuyến mãi, đó là kiểm tra và khám cái dàn lạnh này miễn phí cho các bác nhé. Các bác nào đang sử dụng xe ô tô mà xe mình có mùi hôi chẳng hạn thì các bác có thể qua Agala để bên em kiểm tra miễn phí cho các bác. Virus 2018 lên màn Android tại Agala Thái Nguyên. Thì khi các bác nâng cấp một chiếc màn Android tại Agala Thái Nguyên thì các bác có gì ạ? Thì các bác sẽ có một chiếc màn Android to 9 inch như thế này các bác nhé. Sẽ có kèm cam lùi này. Khi mà các bác vào lùi, mình sẽ xem được, quan sát được toàn cảnh phía đằng sau.
đảm bảo là không có cái góc nó bị khuất để các bác lái xe an toàn hơn này. Tích hợp một cái camera hành trình ghi hình phía trước được dán nhỏ gọn ở trên này các bác nhé. Mình có thể điều chỉnh xem trực tiếp ở trên này luôn. Các bác chỉ cần chạm đây là sẽ có camera ghi hình phía trước sắc nét như thế này và xem lại trực tiếp ở trên này luôn. Đây là những video mà cái cam ghi hình trực tiếp của trên này luôn nha các bác nhé. Chưa hết nha các bác. Ngoài ra thì khi mà các bác lắp màn tại Akala thì các bác sẽ được tích hợp thêm app Sunloop, cảm biến app Sunloop vào màn này luôn này, trên cái màu màn này. Các bác có thể quan sát được cái lốp, bốn lốp của mình khi mà hành trình di chuyển. Cái này rất là an toàn khi mà các bác di chuyển đường dài hoặc là trên cao tốc, đặc biệt là những bác nào mà mới lái xe chưa cảm nhận được xe khi mà mình di chuyển đúng không? Khi mà có áp suất lốp thấp hoặc cao thì nó sẽ có báo và nó hiển thị luôn ở trên này, và bánh nào nó sẽ hiển thị ra luôn. Ngoài ra thì mình có thể sử dụng cái phím rảnh tay ở trên này để ra lệnh giọng nói cho chiếc màn này. Mở video nhạc trẻ remix hot TikTok. Đó, các bác thấy cái màn này nó thông minh hơn không ạ? Bình thường cái màn nguyên bản thì sẽ các bác sẽ không thể ra lệnh giọng nói được như này đúng không ạ? Đi đến sân bay Nội Bài bằng Vietmap. Chỉ với một câu lệnh thôi, các bác chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói thì tất cả cái màn hình này nó sẽ làm việc và nó tạo cho cái xe của mình trở nên thông minh hơn. Bác nào mà muốn xe của mình thông minh như thế này thì các bác có thể qua Akala Thái Nguyên để trải nghiệm các bác nhé. Nhiều câu hỏi khi mà các bác mới lấy xe thì các bác bảo hỏi có nên phủ gầm xe hay không ạ? Phủ gầm xe thì có tác dụng như thế nào? Đây là một chiếc xe Hyundai Tucson. Và đây các bác có thể nhìn thấy là bên em đã tháo gần như là cái phần sàn xe bên dưới và cái phần bánh cua lốp này bên em đã tháo hoàn toàn rồi. Thì cái tác dụng của cái phủ gầm là như nào ạ? Thì nguyên bản các bác có thể nhìn thấy là cái xe mà nguyên bản đây này là nó cũng có tráng một cái lớp phủ, nhưng mà nó sẽ không tráng hết. Ở hãng nó chỉ tráng một số cái chi tiết thôi để bảo vệ các bác ở những cái chiếc mối hàn và mối nối thôi. Còn bên em thì em sẽ phủ hết lại toàn bộ cái dòng xe này. Thì tác dụng của phủ gầm là thế nào? Chống bám bẩn, chống bám bụi và chống ăn mòn oxy hóa cái phần gầm này của bác. Cái phần nước sơn này của cái sàn tôn này, hãng nó ra nó đã có một sơn, một cái lớp sơn ở đây là chống chỉ rồi nhé. Nhưng mà các bác đi một thời gian dài thì cái lớp sơn này sẽ bị bong ra, có thể bị ăn mòn đi. Thì cái lớp sơn này của em là cái lớp phủ gầm mà hãng nó đã thiết kế dành riêng để phủ gầm cho nguyên một cái, để phủ gầm cho trước dòng xe như thế này. Đấy, thì cái này nó sẽ có một cái loại dụng súng và bắn phủ lên trực tiếp trên cái bề mặt sơn này, và với cái trước khi phủ thì sẽ phải vệ sinh sạch để đảm bảo cái độ bám dính cho tốt. Còn phủ cái này thì nó sẽ có tác dụng chống dỉ sét và chống ăn mòn cho em các bác. Đấy, nên là các bác mà đang đi cái dòng xe mới thì các bác nên làm ngay để cho cái độ bám dính tốt, và thứ hai là bảo vệ cái gần xe của mình được tốt hơn. Thứ hai là cái sau khi mà phủ cái phần gầm này, các bác phủ dày nhé, thì nó sẽ có cái tác dụng đó là giảm được độ ồn. Đấy, nếu phải cái này phải phủ thật là dày thì nó có tác dụng giảm ồn. Đây, cái nhà máy nó đã phủ đây này. Và tất cả hầu như các hốc lốp nó đều có nhá. Đây là về phía trước, còn đây là cái hốc bánh sau. Đấy các bác thấy không ạ? Nó đều có những cái lớp phủ như này để mà phủ lên kia trên cái phần sàn xe của chúng ta. Cả cái ở bên dưới gầm các bác cũng có thể để ý thấy đấy, những chi tiết mà trắng kia đấy, thấy không ạ? Đấy thì nó cũng sẽ có phủ rồi, nhưng mà phá thì nó sẽ phủ rất là ít. Thì đấy, thì các bác khi mà mua xe mới thì hãy đến với Akala Thái Nguyên, Auto 365 Thái Nguyên để bên em thi công đảm bảo vệ cái gầm xe cho các bác nhá. VM5 lấy từ hãng ra thì độ gì đầu tiên hả anh em? Những cái dòng xe VinFast VM5 hiện tại ở đại lý của VinFast phân phối ra ấy, đa số thì những cái dòng xe mà anh em khi mà mới nhận xe về chưa được trang bị giám thị kính nhiệt và chưa được tặng, thì cái món đồ đầu tiên mà anh em sử dụng xe VinFast VM5 cần nên tham khảo và cần nên lắp đặt đó là phim kính nhiệt anh em nhé. Đấy, nguyên bản khi từ hãng ra thì nó sẽ là trắng trơn không có gì, còn đây là cái phim mà sau khi đã dán rồi nha anh em nhé. Thứ nhất là dán phim kính nhiệt để nó chống nắng, chống nóng nó tốt hơn này, đi không còn nắng còn rát này. Đấy, bảo vệ sức khỏe cho anh em tốt hơn này. Và cái thứ hai là nó đảm bảo cái riêng tư và nhìn chiếc xe nó sẽ sang trọng và nó sẽ khác biệt một chút.
Đó là cái món đồ mà anh em khi mà lấy xe VinFast VM5 không nên bỏ lỡ và cần nên lắp đặt ngay em nhá. Hay là các bác ạ, bên em liên tục bóc phim kém chất lượng để dán phim chất lượng đấy, xịn sò để cách nhiệt và đảm bảo an toàn cho mình đây. Các bác có thể thấy nhá, đây là chiếc Kia Morning này, kỹ thuật đang phải bóc phim ra này. Đấy các bác có thể thấy cái keo, lớp keo cũ này rất là dày luôn đúng không ạ? Nên nó cảm tầm nhìn ra nhiều luôn. Anh mượn cái này đây các bác nhá, phim này. Đây bên em sẽ có cái máy test phim cho các bác nhá. Đấy, các bác có thể thấy kiểm tra được đấy là cái độ cách nhiệt này, đấy, độ truyền sáng của này này, đây truyền sáng 23-21% này, đấy ngăn cản UV 95 này, cách nhiệt được 38-33% thôi. Đấy, nên là ở cái tầm này gần như là không cách nhiệt. Đây là một cái tấm phim dòng phổ thông của em nhá, dòng phim Deco của Hàn Quốc nha các bác nhá. Đây cách nhiệt này, các bác thấy cái chỉ số cách nhiệt nó khác chưa? Đó, 98%, UV là 100% này. Đó, đây là cái mã này, mã cho kính sườn và kính lưng này. Đó, và cái mã này nó đảm bảo cái không gian riêng tư cho các bác. Các bác mà dán ô hàng thứ hai và hàng thứ ba, dán kính hậu đúng không ạ? Nó sẽ đen giống như thế này các bác này. Đó, nhìn ở bên ngoài các bác không nhìn thấy, nhưng mà nếu mà mình ở bên trong mình vẫn nhìn ra bên ngoài bình thường. Đấy, đúng không? Đấy, nhìn ra bên ngoài bình thường nhá. Đó, bác nào mà muốn không gian riêng tư mà đảm bảo cách nhiệt khi mà đi trời ngoài trời nắng mà nó không rát tay, đặc biệt là cái thời tiết ở ngoài miền Bắc này, thì các bác cái qua Agala các bác nhé. Hè đến rồi các bác ạ, đấy, phải dán phim liên tục cho các bác đây. Đây là một chiếc Vios mà đang thi công gần xong rồi, còn dán mỗi cái hậu này đó là xong này. Đấy các bác thấy không, cái kính cũ của nó này, kính cũ của nó đây. Đấy, phim nó kiểu dạng màu này nhá các bác nhé. Đấy, đây chỉ số cách nhiệt của nó này. Đấy, cách nhiệt chỉ được bằng này phần trăm thôi, 25-17% này. Đấy, nên là quá nóng đúng không? Rồi với tầm này thì cách nhiệt gọi là gì đâu cách nhiệt đúng không? Còn đây là cái phim bên em dán cho khách đây. Đấy, đây. Chỉ số cách nhiệt nó 93% này. Đó. Còn đây là khi mà dán lên xe rồi nhá. Đây này. Đây dán lên xe rồi. À cái này đang cắt điện. Đây, khi mà mình dán lên xe rồi này. Đấy. Chỉ số cách nhiệt của nó là 97% nhá. Đấy, khi dán lên trên xe rồi. Đó. Thì gần như là 3% là 100% rồi. Đó, nên là các bác khi mà các bác lái xe nó sẽ giảm được cái độ nóng của mình đi rất là nhiều. Đó. Còn bên này thì đang là một chiếc Fortuner cũng vừa bóc phim cũ rồi. Đây, anh em cũng đang chuẩn bị tẩy keo để dán mới. Đó. Thì với như cái dòng phim cũ này, các bác thấy keo nó rất là nhiều đúng không? Đấy, đây. Đây là cái phim cũ của chiếc Fortuner này. Đấy. Test cho các bác xem cái cách nhiệt của cái phim cũ này nó ở bao nhiêu nhá. Đấy. Cái này thì nó cũng khá hơn một chút, nó rơi vào tầm 47% các bác ạ. Đấy. Nhưng mà cái UV này, các bác thấy không? UV nó chỉ ngăn cản được có 55% thôi. Nên là các bác đi dưới trời nắng thì ánh nắng chiếu vào các bác thấy cái da tay mình rất là nắng, rát tay đúng không ạ? Đấy. Còn đây là cái phim của bên em nhá. Đây. Test cho các bác trực tiếp trên cái cuộn phim này luôn. Đấy. Đây. Đấy. 99% này, đúng không? 94%. Đấy. Cái UV này, đấy, rát tay này, cái này là cái IR này là cái chỉ số cản chống nóng cho các bác nhá. Đấy, bác nào mà đang quan tâm hoặc là xe chưa có phim cách nhiệt thì các bác có thể qua Gala các bác nhá. Vâng. Hyundai ASEAN vừa mới xuất xưởng từ trong hãng ra thì có đã qua bên em Akala Thái Nguyên để chọn những cái dịch vụ như phủ ceramic. Đấy, anh em hay hỏi phủ ceramic hay là dán PVF nó sẽ có tác dụng gì ạ? Phủ ceramic nó sẽ có tác dụng của phủ ceramic và dán PVF thì nó sẽ có tác dụng của PVF, hai cái nó sẽ là hai cái tác dụng khác nhau. Chẳng hạn như anh em muốn bảo vệ bề mặt sơn mà muốn tăng độ bóng thì anh em dán, anh em phủ ceramic cho em. Còn lại anh em muốn bảo vệ sâu, chuyên sâu hơn thì anh em hãy dán PVF. Đấy, PVF thì nó sẽ có nhiều tính năng hơn, chẳng hạn như phục hồi vết xước này, tăng độ bóng này,
Còn ceramic nó sẽ là tăng độ bóng cho xe, hạn chế ố, nước và chống tiêu UV. Đấy, đây là chiếc xe Hyundai Accent thì qua bên em và sử dụng cái gói dịch vụ đó là phủ ceramic của GB anh em nhá. Thì đây là cái chiếc xe mà đã đến và tiệm em tiếp nhận và đã xử lý xong cái khâu xử lý bề mặt sơn, đánh bóng, tăng độ bóng cho chiếc xe, làm sạch bề mặt sơn để bắt đầu tiến hành phủ. Đấy. Thì cái như dòng xe này sau khi đánh bóng này thì những xe kẽ này sẽ bị bẩn lại và sẽ phải tẩy lại hoàn toàn, sau đó sẽ đưa vào phòng và tiến hành phủ. Các bước phủ thì sẽ do những kỹ thuật chuyên sâu và lành nghề để phủ cho chiếc xe của mình để đảm bảo cho cái lớp phủ chắc chắn, bền, đẹp và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Đấy, anh em nào mà có dòng xe xem mà đang muốn phủ ceramic hoặc là tham khảo phủ ceramic thì hãy đến với Agala Thái Nguyên anh em nhá. Đây là lý do vì sao các bác nên phải trang bị cam 360 cho xe ô tô của mình các bác nhá. Đây các bác qua đây, đây là một chiếc xe rất là sang này, xe mẹt các bác nhá. Nhưng mà xe này chưa có cam 360. Đây. Ăn ngay một vết vào đây luôn các bác ơi. Bởi vì khi các bác quan sát ở gương chiếu hậu nhá, nó có ở đây nó có một cái giống như kiểu cái gốc cây mà người ta chặt đi ấy, thì nó không lên trên này. Nên là với cái tầm quan sát của cái gương chiếu hậu các bác không nhìn được, và cái gương này chỉ cần mình lơ là một xíu thôi, cái gương chiếu hậu góc bên này thì nó bị khuất đây, nó thẳng vào sát này nên là các bác sẽ không có để ý. Đấy, làm một quả ngay như này các bác đi vài củ ngay đúng không ạ. Bây giờ các bác sơn, phải sơn hết cái khu vực này, sơn cái cản sau này. Đấy, rất là mất tiền nha các bác và mất thời gian các bác nhá. Đây, với những cái xe mà trang bị cam 360 thì nó sẽ như thế này. Như chiếc xe Camry này vừa nâng cấp màn lên bộ cam 360 sẽ có một mắt cam sau ở phía đằng sau này. Ở gương này sẽ có mắt ở gương này luôn này. Gương này. Và đằng trước cũng có như vậy luôn các bác nhá. Đằng trước sẽ có trang bị một cái mắt ở phía đằng trước như này luôn. Nên là khi các bác mà có di chuyển đằng xi nhan bên trái bên phải, hay là các bác có vào lùi, hay các bác có đi tiến, thì các bác đều có cái cam mà nó quan sát toàn cảnh. Ví dụ như cái cam ghi hình phía trước này, các bác sẽ nhìn toàn bộ từ cái cản trước này. Và đằng sau tương tự đấy. Cái khu vực này các bác có điểm mù ở đây, các bác quan sát được hết. Đấy, không, gần như là không có điểm mù luôn. Đấy, các bác nào mà chưa trang bị cam 360 cho xe của mình, các bác có thể qua Akala Thái Nguyên để trải nghiệm các bác nhá. Anh em sử dụng xe ô tô thì đừng tiếc vài củ khoai để dán phim cách nhiệt anh em nhá. Có nhiều anh em sử dụng xe ô tô thì khi mà anh em nhận xe thì đã được là tặng một gói phim cách nhiệt rồi, nhưng mà nói thật là cái gói phim tặng ấy thì về chất lượng thì đa số nhé thì là tất cả gói phim tặng thì họ sẽ dán cho những cái gói gọi là chất lượng nó chưa được cao, đi vẫn còn rát còn nóng. Thì anh em khi về sử dụng xe đi cái thời tiết ví dụ miền Bắc này mà 35-40 độ thì nó cực kỳ nóng luôn, mà đi xa. Đây anh chủ xe, anh hôm nay anh vừa chia sẻ là anh vừa làm chuyến Nghệ An, đi mấy trăm cây số ấy, đi nó thời gian mình đi nó dài ấy, đi nó rất là nóng rất là rát, thì anh về anh lập tức anh phải bóc cái phim cũ đi anh dán lại phim mới đó. Thì em sẽ hiện bây giờ xe này đang tiến hành dán thì em sẽ đo cái chỉ số để anh em biết là cái phim chất lượng thì nó sẽ như thế nào anh em nhé. Trên tay em đây là phim tấm kính lái phim 3M mã CR60. Đây là cái chỉ số điểm sáng, đây là ngăn cản tia UV, ngăn cản tia hồng ngoại là 98%, nên là cái lượng nhiệt loại bỏ rất là tốt, cũng như ngăn cản các tia độc hại từ ánh nắng mặt trời rất là tốt. Đó, nên anh em khi mà sử dụng xe ô tô, anh em đi dưới cái thời tiết nắng nóng mà cảm thấy nó rất là nóng rất là rát, mà bật điều hòa lên ở bên trên nó vẫn còn cái hơi nóng ấy, nó vẫn hợp vào ấy, thì anh em qua các gara bảo họ test xem cái chất lượng phim xem là anh em đang sử dụng là cái dòng phim cách nhiệt đã tốt hay chưa. Nếu mà chưa tốt thì anh em tham khảo nên dán cái gói phim cách nhiệt mới anh em nhá. Đây là sau khi mà bên em lắp đặt xong này, các bác có thể nhìn thấy ở trên này đó là màn hình sau khi mà mình đã lắp đặt này, và màn hình nguyên bản của xe này nhìn các bác thấy không, vẫn giữ nguyên nhá. Nhưng mà bây giờ các bác có thể cảm ứng được ở trên màn này, rất là tiện luôn đúng không ạ. Đây, bình thường khi màn này thì các bác sẽ không cảm ứng được trên màn, và khi lắp màn Android rồi các bác có thể ra lệnh giọng nói ở trên này được luôn. Cái này em chưa bắt internet cho nó, nhưng mà các bác sẽ có bản đồ để dẫn đường này. Đây, và có cảnh báo tốc độ trên này luôn. Thì các bác di chuyển ở khu vực cung đường nào nó có
tốc độ giới hạn bao nhiêu nó sẽ hiển thị ở trên này và nó có cảnh báo âm thanh ra cho mình luôn. Rất là tiện đúng không ạ? Mình có thể bấm tăng giảm âm lượng, tất cả các phím ở trên này mình đều giữ nguyên zin hết nhé. Khi ở trong giao diện này các bác mà về lùi này, nó sẽ giữ nguyên cam lùi cho các bác luôn. Đấy, bác nào mà muốn thay đổi nâng cấp lên cái bộ 360 thì mình sẽ thay cam. Còn không thì mình giữ nguyên cái cam lùi này và mình chỉ thay màn này thôi. Rất là đơn giản đúng không ạ? Bác nào mà đang sử dụng cái dòng Mazda 3 mà lắp Android Box mà bất cập khi mà đi trên đường mà không cảm ứng được trên màn thì các bác có thể qua Akala Thánh Nguyên để thay thế cái màn Android các bác nhé. Các bác nào đang sử dụng chiếc xe Mazda 3 từ đời 2020 trở lại đây. Đây trên tay em đây là chiếc màn hình zin của nó. Màn hình nhìn rất là đẹp nhưng mà không có cảm ứng ở trên màn. Với dòng này thì các bác khi mà các bác lắp đặt Android Book ấy, các bác rất khó sử dụng. Và bác chủ đã qua bên em để nâng cấp cái màn Android, thay thế màn Android liền cam 360 luôn các bác nhé. Đây, đây là màn zin. Còn các bác có thể nhìn thấy cái màn Android này, nó lắp nguyên zin dành riêng cho Mazda các bác nhé. Tất cả là đều cảm giác hết này. Và chuyển đổi giữ nguyên hai hệ điều hành. Các bác vẫn có hệ điều hành Mazda Connect giữ nguyên ở bên này. Đó, các bác có thể thấy cái giao diện của bên Mazda Connect này. Và điều đặc biệt là mình sẽ có hệ điều hành Android chạy song song. Với chiếc màn này thì các bác khi mà các bác xi nhan này, bên trái, bên phải này, tầm quan sát góc rất là rộng luôn. Vào lùi đây, quan sát toàn cảnh luôn, có đánh lái luôn này. Đấy. Thì các bác khi mà kể cả là đặc biệt là chị em phụ nữ mà sử dụng cái dòng xe này với cái điểm mù nó nhiều ấy, thì các bác lắp cái cam màn liền cam này vào, các bác không lo vấn đề là mình có thể va quẹt nữa. Đặc biệt của cái màn này nữa đó là nó sẽ ghi hình 4 cái mắt cam và ghi hình nó sẽ lưu lại hình ảnh của 4 mắt cam xung quanh xe luôn các bác nhé. Nó sẽ có một cái thiết bị lưu trữ đây, USB lưu trữ ở trong này luôn. Với khi mà các bác nâng cấp màn Android lên rồi thì các bác chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói thôi. Đây, các bác chạm tay đây, mở video nhạc trẻ remix. Ngay lập tức thì cái màn nó đã mở ngay cái ứng dụng YouTube lên và sẽ mở cái bài nhạc theo cái yêu cầu của mình. Ở đây thì cái sim này em lắp thì cái mạng của em ở đây nó hơi yếu một tí. Nó chưa kịp loát dữ liệu. Các bác có thể tìm đường cũng tương tự. Chỉ đường đến sân bay Nội Bài bằng Vietmap. Đấy các bác không thấy không? Với cái màn zin thì các bác không thể điều khiển thông minh như thế này. Nhưng mà khi các bác nâng cấp lên màn Android thì các bác chỉ cần ra lệnh bằng giọng nói là màn hình nó sẽ tự động tạo những cái lộ trình và làm theo cái yêu cầu của mình. Các bác chỉ cần nói thôi, chỉ cần ra lệnh cho cái màn thôi. Nâng cấp màn Android thì sẽ trở nên làm cho cái xe của mình trở nên thông minh hơn. Bác nào mà đang sử dụng cái dòng xe Mazda 3 mà không cảm ứng được trên màn thì các bác có thể qua Akala để nâng cấp lên màn Android các bác nhé. 2024 lắp màn hình Android 2K gì hả anh em? Hiện tại thì đã là 2024 rồi. Cái công nghệ hiện tại cũng rất là nhiều công nghệ mới dành cho xe ô tô và thiết bị lắp đặt trên xe ô tô. Thì hôm nay em lại giới thiệu lại một cái bộ màn hình liền camera 360 với cái độ phân giải là 2K, 2K là trên màn hình nhé. Cam 360 ở bộ này thì cũng là siêu nét luôn. Ở đây là cái model ZX10 cộng phiên bản giới hạn của thương hiệu ZTEC. Anh em nhìn thấy không? Cam siêu nét nhé. Đó. Thì cũng như một số phiên bản khác thôi. Ở phiên bản này thì là các cái tính năng như nghe nhạc, xem phim, giải trí, bản đồ dẫn đường vẫn đầy đủ cả. Nhưng mà cái đặc biệt hơn nó là cái độ phân giải 2K. Và cũng như là con này nó có thêm một cái nữa là giám sát xe từ xa nhé. Giám sát xe từ xa. Đó. Độ phân giải con này là 2K. Cực kỳ nét. Với cấu hình là chip 8 RAM, RAM 8GB ROM 128 thì sử dụng siêu mượt luôn. Đó, siêu mượt. Anh em thấy tốc độ xử lý nhanh không?
Ở đây là một cái bộ màn hình liền camera có lẽ là đáng lắp, làm bộ màn hình liền camera 360 có lẽ là đáng lắp nhất 2024 đến thời điểm hiện tại anh em nhé. Anh em nào đang quan tâm cũng như tham khảo lắp đặt màn hình liền camera 360 thì em mời anh em tham khảo ngay cái model ZX10 cộng phiên bản dưới ạ. Vâng, Mazda BT50 thì sau 10 năm sử dụng thì sẽ như thế nào? À, anh em thấy không ạ? Đây là chiếc Mazda BT50 thì hôm nay có qua bên em để dán lại cái bộ kim cách nhật. Thì bác chủ cũng có tâm sự qua rồi. Con xe này thì cũng lấy được 10 năm rồi. Và đây là cái bộ phim mà bên em đã bóc ra cho bác chủ này. Cái bộ phim này thì không biết là của hãng gì, bởi vì nó cũng không còn có logo mà nó rất là lâu rồi. Đó, anh em thấy không ạ? Đây, trên tay em là một cái bộ máy test phim như này. Đó, tỷ lệ chuyển sáng, tiếng tiêu UV và độ cách nhiệt của một cái máy để test cho những dòng xe mà khi mà đến cửa hàng bên em. Thì em sẽ kẹp cái máy này vào cái chân kính để anh em test cho anh em. Và đây là cái chỉ số đưa ra. Thì anh em cái bộ phim cũ của chiếc xe này thì chỗ chuyển sáng rất là cao, nên tầm 35% thì cái độ riêng tư gần như là không có rồi anh em ạ. Đấy, UV thì là 99,7, còn độ cách nhiệt thì nó xuống giảm xuống còn có 40% thôi. Thì cái chiếc xe này sẽ chọn gói phim cách nhiệt nào ạ? Đó là phim cách nhiệt 3M Crystalline anh em nhá. Đấy, là gói phim cao cấp nhất của dòng 3M. Thì đây là cái phim kính lái mà bên thợ bên em đã bắt đầu sấy xong này. Anh em có thể thấy là cái dòng kính lái thì dán nó sẽ rất là khó, bởi vì cái kính của anh em là cong thì bắt buộc phải sấy và ôm cái form vào như này thì mới đưa vào bên trong, và dán là dán bên trong nhé, không phải dán bên ngoài anh em nhá. Đây là cái mảnh phim thừa mà nó cắt từ cái vị trí của cái bản kính lái ra, thì anh em xem cái chỉ số nó sẽ thay đổi như thế nào nhé, và test đây test trực quan cho anh em luôn. Đấy. Anh em có thể thấy là với độ chuyên sáng 57%, bởi vì cái này là kính lái thì ưu tiên cái độ chuyên sáng xuyên suốt để mà anh em đi đêm đi trời tối có thể nhìn được và không bị mỏi mắt. Và độ cách tiêu UV thì như nào? Tiêu UV sẽ là 100% và độ cách nhiệt nó lên đến 97%. Đấy, thì cái độ cách nhiệt cao như vậy thì nó sẽ giảm thiểu rất là tốt cho các bác khi mà đi xe trời nắng nóng này thì sẽ không bị rát tay này. Và thứ hai là pin 3M là dòng phim quang học. Với cái xe này sẽ còn chọn nguyên cả một gói phim cách nhiệt của 3M, và cái gói cánh sườn nó sẽ là kính CR20. Đây anh em có thể thấy là đấy, độ chuyên sáng nó sẽ cao hoàn toàn nhé. Đấy, độ chuyên sáng của lúc nãy em vừa mới test cho các bác đấy là đến tận 56. Còn cái này nó chỉ còn có 20 thôi, đảm bảo độ riêng tư cho các bác. Và thứ hai là các bác buổi trời tối bác đi trời mưa bác có thể nhìn thấy cái gương này. Anh em không phải khoét một cái lỗ đây nhá. Nhìn nó là xấu và mất thẩm mỹ. Đấy, UV thì nó là 100% và TIR lên đến 99%. Và cái bộ phim này bên em sẽ là bảo hành cho các bác 10 năm. Đấy, anh em nào mà chưa dán phim cách nhiệt thì hãy đến với Akala Thái Nguyên. Bên em chuyên phân phối lắp đặt những dòng phim chính hãng cho các bác để các bác có thể trải nghiệm và an tâm sử dụng trong thời gian dài. Cảm ơn các bác. ZX5 2017 độ màn hình gì anh em? Chắc là nhiều anh em đang sử dụng những cái dòng xe ZX5 2015, 16, 17 ấy, thì là đang phân vân là không biết có nên thay màn hình hay không, và nên thay loại nào, và có thay được cái màn hình 9 inch hay không ạ. Đấy, thì hôm nay em xin giải đáp tất cả những cái thắc mắc của anh em, đó là những cái dòng xe ZX5 2015, 16, 17 cái màn ở bên dưới này nó chưa phải cái màn bên trên thì vẫn có thể lắp được cái màn hình 9 inch với cái mặt dưỡng như thế này nhá. Anh em nhìn đó, nhìn cũng như là gần như zin đúng không ạ? Rất là đẹp, rất là thẩm mỹ. Đó, sẽ nó có sẽ mặt dưỡng riêng, dây rắc riêng dành cho ZX5. Những cái dòng 2015 đến 2017. Và đây là màn hình 9 inch, những cái dòng màn hình phổ thông thì sau khi lắp đặt xong thì nó sẽ có cái giao diện như thế này, đầy hiện đầy đủ cái thông tin, ví dụ như là nhiệt độ ngày hôm nay này, vị trí Thái Nguyên này. Đấy, ngày giờ có cả âm lịch, có cả dương lịch. Camera hành trình ghi hình đằng trước này, cam lùi AHD này, siêu nét. Đó, khi mà lắp đặt một bộ màn hình đầy đủ như vậy. Nghe nhạc trực tuyến trực tiếp trên YouTube. Đấy. TV 360. Tất cả đầy đủ cả. Đấy. Đó. Và thao tác trực tiếp các cái phím ở trên vô lăng nữa, và có thêm phần mềm ra lệnh giọng nói cũng ở trên vô lăng luôn. Em sẽ test cho mọi người xem. Mở video nhạc Mỹ Tâm. Đó. Đây. Anh em xem trực tuyến nhá, online ấy, kết nối qua SIM 4G hoặc là kết nối qua Wi-Fi. Đó, những anh em nào đang sử dụng những cái dòng xe Mazda ZX5 từ 2015 đến 2017 cần nâng cấp cũng như là tham khảo
lắp đặt màn hình Android M10 qua Akala Thái Nguyên với địa chỉ 579 Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên anh em nhá. Năm 2022 thì lắp màn Android như nào được cả anh em? Ở đây thì các bác có thể thấy chiếc xe sinh năm 2022 này bên em đã nâng cấp cho em nó một chiếc màn Android giữ nguyên hệ điều hành Zin nha các bác nhé. Đây, các bác vẫn có thể giữ nguyên cái hệ điều hành Mazda Connect như thế này, có đầy đủ tính năng luôn và nó sẽ có thêm cái tính năng của màn Android, có tích hợp áp suất lốp cho các bác này. Đây, các bác khi mà các bác di chuyển trên đường thì không lo vấn đề là lốp non hay lốp căng nữa rồi đúng không ạ? Thì ở trên này mình sẽ hiển thị, khi mà khởi động màn lên thì nó sẽ hiển thị và nó hiển thị bốn cái lốp này và có cả nhiệt độ của lốp, của từng lốp luôn, rất là chi tiết. Đây thì có đầy đủ và cái màn này thì sẽ có kèm cam 360 đây các bác nhé, cam 360 toàn cảnh rất là sắc nét như thế này, kể cả buổi tối hay ban ngày các bác xi nhan gạt bên nào sẽ hiển thị cái lốp bánh bên đấy luôn. Đây khi các bác vào lùi này, mình sẽ có cả đánh theo góc lái luôn nha các bác nhé. Đặc biệt cái này rất là hữu ích cho chị em phụ nữ hoặc là các bác nào mới tập lái nha các bác nhé. Các bác mới có bằng lái xe này thì mình không biết là mình trả thẳng lái hay chưa. Và không thể thiếu màn Android, không thể thiếu được phần bản đồ và ra lệnh giọng nói rồi các bác. Mở video nhạc trẻ remix, các bác chỉ cần ra lệnh thôi, mình đọc câu lệnh thì ngay lập tức màn nó sẽ mở những cái ứng dụng mà mình yêu cầu này. Đấy, mở ngay nhạc này đúng không ạ? Đây, đòn. Đi đến sân bay Nội Bài bằng Việt Map. Đấy, các bác có thể thấy không? Với mà nguyên bản thì các bác sẽ không sử dụng được nhiều tính năng như thế này. Các bác chỉ có thể nghe nhạc USB hoặc kết nối với điện thoại thôi. Nhưng mà với màn Android khi mình nâng cấp lên, các bác vẫn giữ nguyên zin nha các bác nhé. Đối với cái dòng xe Mazda này. Và các bác sẽ có phần màn Android như thế này thì các bác có bản đồ cảnh báo giới hạn tốc độ đây, các bác không lo đi quá tốc độ hoặc là mình di chuyển có bị sai hay không thì trên này nó sẽ tạo lộ trình. Các bác chỉ việc đi theo cái mũi tên chỉ đường như này, đi đến đâu rẽ trái rẽ phải nó sẽ hiển thị hết cho mình và có âm thanh cảnh báo bằng loa của ô tô này luôn. Nên các bác không cần dùng cái điện thoại nhỏ gọn ở trên này, các bác để trên này nữa rồi. Và tất cả những phím rảnh tay trên này thì vẫn giữ nguyên zin cho các bác. Đây, tăng giảm âm lượng. Nách bài các thứ vẫn đầy đủ hết cho các bác nghe gọi. Bác nào mà đang sử dụng cái dòng xe Mazda mà chưa biết là nâng cấp cái màn nguyên bản của mình để nâng cấp lên màn Android như thế nào thì các bác có thể qua Gala Thái Nguyên các bác nhé. Sinh năm mới tinh từ hãng ra, có qua bên em lên một số phụ kiện các bác nhé. Nhất là lên phim cách nhiệt này. Đây các bác có thể thấy khi mà mình dán hoàn thiện xong rồi, các bác nhìn ở ngoài và không bao giờ nhìn thấy cái không gian bên trong xe. Nhưng mà với cái phim cách nhiệt này thì các bác xem ở bên nhìn qua tầm quan sát ở bên trong ra ngoài vẫn rất là ok nha các bác nhé. Đây và cái này là cái chỉ số phim cách nhiệt mà như kính này bên em dán rồi. Đây các bác có thể nhìn này thì mình vẫn nhìn ra bên ngoài bình thường, nhưng mà khi vào bên trong này đấy, khi mà ở bên ngoài các bác nó như một cái tấm gương rồi. Đây đây là chỉ số khi mà dán phim xong này, chỉ số cách nhiệt các bác có thể thấy đây. Cái mục này là mục IR chỉ số, đây là cái chỉ số cách nhiệt nhé. Ngăn cản UV này là 100% và cách nhiệt là 100% luôn, gần như là tuyệt đối luôn này. Nên là các bác ngồi trong xe, các bác di chuyển đi dưới trời có thể cực kỳ là nắng nóng và mình sẽ không cảm thấy là nắng rát. Và đây tất cả những cái chi tiết nhựa đen bóng này đã được bên em dán PPF nhé. PPF cái này chống xước, khi các bác có thể cạo xước này, nó xước bề mặt ở cái mức nhẹ thì nó có thể tự phục hồi được. Và xe mới thì mình sẽ lên một cái bộ camera hành trình để trang bị cho xe này. Còn đây là anh em kỹ thuật đang chuẩn bị vào kinh lái. Bác nào mà cần lên những cái phụ kiện gì cho xe của mình thì các bác có thể qua Gala các bác nhé. Ford Ranger 2024 thì độ gì hả anh em? Trước mặt anh em đây là một chiếc Ford Ranger phiên bản XS 2024. Đấy, xe này thì vừa mới lấy thôi. Nhiều anh em đang chạy xe bán tải hoặc vừa mới lấy xe bán tải, nhiều lúc là độ xe bán tải này thì sợ đi đăng kiểm không được. Thì hôm nay em giới thiệu cho anh em một số món đồ cơ bản mà rất cần thiết khi anh em sử dụng xe mà anh em không có gì ảnh hưởng đến đăng kiểm đấy anh em nhé. Đó. Đấy. Ở cái phiên bản XLS này cái gương của nó vẫn là cái gương bằng cơ nhá, chưa có gương điện.
Đó, thì bên em vừa tiến hành nâng cấp một bộ motor siêu nhôm, đó là lên dương điện. Đấy, khóa vào này, ăn theo chìa khóa zin luôn, không mở được anh em nhé. Đó, và cái thứ hai, em lên một bộ nắp thùng 3 tấm. Xe này hay chở đồ thì bên em lên một bộ nắp thùng 3 tấm. Cái này đi đăng kiểm thoải mái, và chở đồ thì anh em chở đồ cái này rất là hiệu quả. Anh em mà chở đồ cồng kềnh ấy, anh em chỉ gập ra gập vào thôi. Và tiếp theo là khóa bửng ở cái phiên bản này ấy, cái khóa cốp này nó chưa có đâu, thì bên em cũng lên một cái khóa cốp, cũng ăn theo chìa khóa luôn, mở cái này được. Đấy á. Đấy. Đó. Khóa vào này, khóa vào không mở được nhá, gương cụp nhá. Đó, anh em sử xe Ford Ranger 2024 ở phiên bản XLS này, anh em nên tham khảo những cái món đồ cơ bản cho xe ô tô, và đi đăng kiểm không có ảnh hưởng gì cả, đăng kiểm bình thường anh em nhá. Để vệ sinh một cái dàn lạnh cho ô tô mà muốn sạch đẹp, và anh em có muốn được kiểm tra được cái dàn lạnh của anh em mình có bị bẩn hay không, thì anh em hãy ghé đến ngay với Akala Thái Nguyên để anh em kiểm tra miễn phí cho anh em nhá. Thì bình thường ấy, cái dàn lạnh của ô tô của anh em nó sẽ là như thế này này, và khi mà anh em muốn vệ sinh cái dàn lạnh này thì rất là khó khăn trong cái việc vệ sinh. Đấy. Mà khi mà muốn vệ sinh ấy, anh em lại phải bung cái táp lô ra vì cái dàn lạnh nó nằm sâu trong cái phần táp lô của chiếc xe. Đấy. Và thứ hai là muốn vệ sinh thì lại không có cái dụng cụ gì có thể đưa vào để vào vệ sinh cái này nếu như không tháo ra. Thì để mà em đã hiểu được cái nỗi lòng đấy của anh em, và em đã đưa về cho anh em một cái máy, đó là vệ sinh dàn lạnh. Đây, anh em thấy nguyên bộ máy to như này chỉ để phục vụ cái việc đó là vệ sinh dàn lạnh thôi. Đấy, còn và để mà biết làm sao cái dàn lạnh của anh em mà có bị bẩn hay không, và nó có sạch hay có bẩn hay không, thì bên em lại có một cái chuyên máy camera chuyên dụng như này. Đấy, anh em thấy không ạ, hình ảnh rất là sắc nét nhá, soi vào cái dàn lạnh này cho anh em, anh em thấy không ạ, để anh em có thể nhìn thấy được là cái dàn lạnh của anh em mình có bẩn hay xả là sạch. Đấy, để mà vệ sinh cho anh em. Thì cái camera này nó rất là sắc và nét nhá, để anh em nội soi được có đèn led như này. Cái này là bên em khi mà vệ sinh dàn lạnh này, bên em sẽ kiểm tra có cái máy này để anh em kiểm tra cho anh, và cái kiểm tra này sẽ là kiểm tra miễn phí cho anh em nhá. Cái này sẽ kiểm tra và không mất tiền. Đấy. Đấy, và sau khi mà kiểm tra xong thì đây là có những cái dòng hóa chất như này để mà đổ vào cái chiếc máy to như này để mà vệ sinh cho anh em. Thì cái quá trình vệ sinh nó sẽ như thế nào? Đấy, anh em thấy không ạ? Một cái máy to như này. Cái máy này rất là đặc biệt. Đấy. Bình thường anh em mà vệ sinh, anh em có một cái máy nhỏ để anh em vệ sinh, em đưa nội soi, sau đó anh em đưa hóa chất vào. Nhưng mà với cái máy này của em thì với 4 chu trình. Thứ nhất là cái chu trình nó sẽ có phun một cái máy này, nó như một cái máy nước nóng luôn, và anh em sẽ phun cái máy nước nóng vào trực tiếp một cái sàn này để nó vệ sinh cái dàn này cho anh em này. Và thứ hai là sẽ đưa với chu trình thứ hai là đưa cái hóa chất này. Đấy, cái hóa chất đậm đặc như này vào. Cái hóa chất này không có tính ăn mòn anh em nhá. Nó chỉ có tác dụng để rửa sạch cái dàn lạnh cho anh em, khử nấm mốc bụi bẩn trên cái dàn lạnh của anh em thôi. Sau khi hóa chất nó sẽ đổ trong máy này, và máy nó sẽ chu trình nó sẽ tự động vệ sinh. Và cái thứ ba, sau khi vệ sinh xong thì cái hóa chất này nó sẽ lưu ở trên cái dàn này, đúng không ạ? Thì cái chiếc máy này sẽ có một chu trình thứ ba, đó là rửa lại toàn bộ cái dàn lạnh này bằng nước sạch cho anh em, để cho nước sạch rửa sạch cái hóa chất cho anh em, không còn cái hóa chất lưu lại ở trên cái dàn này nữa. Đấy. Và cái thứ tư đó là sẽ có một cái tinh dầu nano bạc như này. Đấy, để mà xung khử khuẩn, khử mùi bên hết lại trong cái khoang nội thất cho anh em. Đấy. Và cái chu trình máy sẽ như nào? Đây, anh em thấy ạ. Đầu tiên khi máy chạy này, bấm máy chạy, và máy nó sẽ mất khoảng độ 30 giây đến 40 giây để đun cái máy, nó đun cái nước nóng này để mà vệ sinh cái máy này. Cái máy này sẽ đưa nó nước nóng ra. Đây, anh em thấy không ạ? Nước bắt đầu đưa ra, và kết hợp với cái máy nội soi bên của em kia. Đấy, anh em thấy không ạ? Có khói nhá. Cái này là máy nước nóng luôn nha anh em nhá. Và máy nước nóng nó sẽ đưa cái quá trình mà anh em đi rửa nó sẽ nào. Cái vòi này anh em sẽ đưa đi trong cái vòng dàn cho anh em để nó vừa vệ sinh sạch cái dàn này trước cho anh em, làm mềm vết bẩn anh em nhá. Đấy, nó sẽ làm mềm hết cái vết bẩn này cho anh em này. Anh em thấy không ạ? Đấy, cái dàn của em nó đang đen như thế kia, mà khi nước nóng đi qua thì cái dàn nó sẽ trắng lên này. Đấy. Và đi đều như này cho anh em để làm sao để cái, đây anh em thấy không ạ? Cái dàn lạnh của mình sẽ thông qua như này. Anh em thấy không ạ? Đấy, đảm bảo cho anh em là sạch luôn nhá. Đấy. Với cái chu trình như thế, đảm bảo cho anh em là cái dàn lạnh của anh em sẽ sạch. Đấy. Sau khi phun hết cái nước nóng như này thì nó chu trình thứ hai nó sẽ là đưa cái hóa chất vào cho anh em. Cái hóa chất nó sẽ đổ vào cái bên khoang hóa chất này, và chính là cái hóa chất của cái dung dịch này. Hóa chất này sẽ không gây hại cho sức khỏe của anh em cả. Đấy. Và đến chu trình thứ hai thì sẽ bơm với cái áp lực rất là mạnh nha anh em nhá.
Đấy, đưa nước vào đây và đưa hóa chất vào đây, anh em sẽ đưa di chuyển cái vòi này vào này, anh em thấy không ạ? Đấy, nó sẽ xuyên qua cái giàn lạnh cho anh em. Nên anh em không phải lo là anh em nghĩ là cái giàn lạnh nó sẽ không sạch nhá. Đấy, nó hai mặt nó sẽ sạch hết như này. Đấy, với cái chu trình nó sẽ vệ sinh hết như này cho anh em này. Và cái chu trình là làm như này và anh em sẽ không phải tháo ra như vậy, không phải tháo, không phải bung tao lô nhá, và vẫn giữ nguyên cái tao lô bên trong này, và cái máy cái cần này nó sẽ bẻ được cong đi này để vào vệ sinh cho anh em này. Đấy, anh em thấy không ạ? Đấy, cái cần này nó, cái cần này anh em có thể bẻ đi nhá, bẻ cong đi nhá để anh em vệ sinh. Đấy, cái áp lực ra nước ra rất là mạnh đây, có thể để cho anh em thấy đây ạ. Đấy, anh em khi mà anh em rửa cái vàn đưa hóa chất này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 3 đến 4 lít thôi anh em nhé. Đây, đấy, nó rơi khoảng 3 đến 4 lít, 3 đến 4 lít nước. Đấy, sau khi rửa đây anh em thấy ạ, cái dàn nó sẽ thông qua cái bên này. Đấy, đấy, nó rửa sạch hết toàn bộ cho anh em. Phun ra tạo hết, tạo rửa sạch hết mọi cái ngóc ngách cho anh em, cả bên trong cái thùng nhựa nhé và cái dàn này. Đấy, sau khi kết thúc chu trình thứ hai là cái chu trình ở đây là bữa bơm hóa chất cho vào để vệ sinh. Cái chu hết kết thúc cái chu trình này anh em sẽ để khoảng độ 5 đến 10 phút và để nó ngấm vào cái dàn lạnh này, ngấm vào cái dàn lạnh những khe kẽ bên trong này cho của cái bộ máy cái dàn lạnh này. Sau khi đã ngấm hết vào cái khe kẽ này thì bên em sẽ xử lý đó là và xả lại bằng toàn bộ bằng nước sạch để cho anh em, để mà cái dàn lạnh của mình nó sẽ không còn hóa chất lưu lại trên này. Và đây, nó sẽ sửa lại bằng nước sạch, nó sẽ rửa khoảng độ 9 đến 10 lít nước nha anh em nhá. Và cái này thì yêu cầu kỹ thuật thi công nó sẽ phải là kỹ thuật lành nghề và đã sử dụng qua các dòng máy này rồi và sử dụng quen rồi thì mới sử dụng được. Bởi vì cái dàn lạnh như trông như thế này thôi, nhưng mà cái bên trong khe kẽ bên trong anh em không thể nhìn thấy được và bắt buộc phải đưa làm sao đều cái tay này và rửa được hết cái dàn lạnh này cho anh. Còn cái cần này của bên em thì nó cần nó có thể xoay được. Đấy, tia nước phun ra rất là rộng, anh em thấy không ạ? Tiếng nước rất là rộng. Thì anh em đưa vào đây là đã rửa gần như hết cái dàn của anh em rồi. Và đấy, rửa như này, nước nó sẽ trôi qua, bụi bẩn nó sẽ nấm mốc và trôi qua đây và đi xuống theo cái đường nước điều hòa của anh em. Đấy, anh em thấy không ạ? Đấy, chỉ với cái đấy và vệ sinh như này thì anh em không phải tháo, không phải lo lắng là bị mất cái chức năng tháo ra gãy cá gãy lẫy cho anh em này. Và đây, anh em thấy không ạ? Đấy, tiếng nước phun ra rất là rộng và mạnh nhá, cực kỳ mạnh nhá anh em nhá. Đấy, đảm bảo cho anh em là vệ sinh sạch được cái này. Đấy, còn như bình thường anh em mà vệ sinh những cái máy dòng máy nhỏ cái ấy, thì cái nước nó chỉ là bơm ở trên cái đầu mặt hóa chất này thôi và nó chảy xuống thôi, nó sẽ vệ sinh và nó chỉ sạch một bên mặt dàn này thôi nhá. Còn đây là máy to như cái máy của em này, anh em thấy không ạ? Khi anh em di vào này, di vào cái dàn này, đấy, nó sẽ thổi xuyên qua cái dàn này cho anh em này. Và anh em không lo cái đầu này bằng đồng, mà cái đầu này là đầu tròn nhá, đầu tròn nên là nó sẽ không gây xước, không gây hại hỏng đến cái chi tiết dàn lạnh cho anh em. Đấy. Và cái chi phí để mà vệ sinh cái dàn lạnh này thì rất là hợp lý thôi. Anh em có thể comment cái dòng xe mà anh em cần vệ sinh ở bên dưới video để em tư vấn báo giá cho anh em. Và mỗi khi anh em đến vệ sinh bên em thì là bên em sẽ có những cái máy nội soi như này cho anh em, để mà vệ nội soi miễn phí cho anh em, nội soi kiểm tra hoàn toàn miễn phí cho anh em nhá. Anh em không mất chi phí gì khi mà kiểm tra. Đấy, mời anh em đến với Agala Thái Nguyên để em vệ kiểm tra vệ sinh cho các bác. Cảm ơn các bác. Những cái lợi ích khi mà các bác phủ gầm xe ô tô, lợi ích thứ nhất phải kể đến đó là nó sẽ làm cái hạn chế cái quá trình oxy hóa và làm cái rỉ cái gầm xe, đặc biệt là các bác mà di chuyển xe vào trời mưa hoặc là đi vào những cung đường mà đá bắn nhiều, khi mà có những cái vết xước ở gầm xe sau này nó sẽ bị oxy hóa và nó rỉ sét các bác nhé. Lợi ích thứ hai khi các bác phủ gầm xe là bởi vì khi mà các bác phủ gầm này thì nó sẽ, các bác sẽ thêm cái lớp phủ là cao su non, nên là khi mà các bác di chuyển thì nó sẽ hạn chế được cái nhiệt hấp thụ từ cái mặt đường lên khi mà các bác di chuyển vào trời nóng này. Thứ hai, thứ ba nữa, nó sẽ làm giảm được cái cách âm một phần nào đấy các bác nhé. Bởi vì khi mà mình tráng một lớp cao su non ở dưới gầm xe, khi mà có đá văng nó bắn vào ấy, thì nó sẽ làm giảm được cái tiếng cọ vào gầm xe này. Đó. Và tiếp nữa thì nó sẽ làm tăng được cái tuổi thọ của xe. Và cái quy trình phủ gầm tại Akala thì thứ nhất đó là khi mà xe các bác có thể là xe mới tinh về hoặc là xe các bác đã sử dụng qua một vài năm rồi, thì các bác qua bên em thì bên em sẽ vệ sinh sạch sẽ gầm xe và tháo
những cái khu vực mà mình cần phủ này, và che chắn hết toàn bộ bên ngoài cái vị trí mà mình không sơn phủ đến, và có thể là khi mà quá trình phủ thì có thể nó gây bắn và làm bẩn những cái vè nhựa như này các bác nhá. Sau khi đấy thì sẽ lên cầu và xì khô. Sau khi xì khô thì bên em sẽ sử dụng cái súng chuyên dụng để bắn này. Đó. Các bác có thể thấy nó rất là đều đúng không ạ? Mình sẽ sơn lót và sơn ngoài. Đó, tùy theo các bác lựa chọn là mình phủ bao nhiêu lớp. Tùy theo gói thì mình có thể lựa chọn cho xe của mình. Và sau khi phủ thì sẽ chờ khoảng 5 đến 6 tiếng để nó khô hẳn hoàn toàn. Anh em nào cần một cái địa chỉ độ xe, nâng cấp xe uy tín thì hãy tới Akala anh em nhá. Lại là VinFast VM5 anh ạ. Hôm nay đang làm một chiếc VinFast VM5. Đợt này bác Vượng bác hỗ trợ về cái chính sách sạc pin cho tất cả quý chị khách hàng, có cái chính sách rất là tốt. Đợt này em làm cái dòng VinFast này khá là nhiều, đặc biệt là dòng này VM5. Hôm nay lại giới thiệu cho anh em một số món đồ để anh em tham khảo thêm nhé. Đấy, khi mà anh em lấy VinFast VM5 về, đầu tiên anh em nên đi dán phim cách nhiệt, bởi vì là nguyên bản từ nhà sản xuất ra thì chưa có phim cách nhiệt, và đa số hãng thì họ cũng ít tặng. Đấy, phim cách nhiệt. Hai, lắp thêm cam hành trình, nên lắp cam hành trình nhé, bởi vì là khi mà anh em di chuyển đấy thì có cái cam hành trình thì nó cũng yên tâm hơn. Trong cái trường hợp xấu mà va chạm thì em có thể xem lại, trích xuất lại tất cả các video mà anh em cái hành trình mà anh em đi trải sàn. Đây, anh em lên làm một lót sàn. Đấy, lót sàn đây, trải sàn, sàn đèn, sàn đúc. Đấy. Xe này thì có thể lắp thêm một bộ Android Box, có thể lắp thêm một Android Box. Nếu mà anh em hay phải đi tối nhiều thì em nên lên một đôi bi led. Nguyên bản của nó là biprojector nhưng đang sử dụng bóng halogen ánh sáng cho da thì khá là hạn chế, và đi nhiều buổi tối thì cũng rất là khó chịu, nên là nếu mà anh em nào cái nhu cầu mà anh em đi buổi tối nhiều thì em nên độ một bộ đèn nhé. Cái chi phí nó cũng rất là vừa phải thôi, tầm 4 đến 5 triệu đồng là anh em đã có ngay một đôi bi led ngon bổ rẻ rồi. Đấy. Mà anh em nào ăn chơi nữa thì lên một bộ led cánh chim. Đấy, trước sau này. Đó là những cái món đồ cơ bản mà anh em sử dụng xe VinFast là nên tham khảo và nên lắp đặt. Anh em nào quanh khu vực Thái Nguyên vừa lấy xe VinFast VM5 thì mời qua Akala Thái Nguyên độ ngay những món đồ dành cho VinFast anh em nhá. Các hãng xe thì hầu như là làm rất là chỉnh chu rồi, nhưng mà có một cái rất đáng tiếc các bác có thể nhìn thấy là cái lồng vèn nỉ của các bác nhá. Các hàng dòng xe mà để mà làm chống ồn cho dòng xe thì đi thì hầu như là vùng vèn nỉ đây này, hầu như cái này này các bác thấy không ạ? Đấy, nguyên đai túc sơn này, nó là lồng vèn nỉ này đấy. Khi mà đi vào cái này thì nó sẽ giảm ồn rất là đáng kể nhá. Nếu lồng vèn của bác này, cái này là nhựa thì nó dội lên trong khoang xe, khoang động cơ và khoang nội thất của mình nó rất là to, mà khi mà làm cái lồng vèn nỉ này thì nó lại rất là êm. Nhưng mà nó lại có một cái nhược điểm, đó là đi lâu thì nó sẽ như thế này. Các bác nhìn thấy không ạ? Đi lâu thì nó sẽ như thế này. Và nó sẽ xệ xuống, nát hết rủ hết xuống này. Đấy. Còn đây là cái lồng vèn mới mà khi đã qua bên em xử lý rồi này. Các bác nhìn thấy nó sau khi xử lý nó mượt và đẹp như thế này. Và cái sau khi phủ cái hóa cứng cái lồng vèn này rồi ấy thì nó vẫn dẻo nhá. Cái lồng vèn này nó vẫn rất dẻo và giữ được nguyên tính năng đàn hồi của chiếc lồng vèn. Và thứ hai là nó sẽ không ngấm nước nữa. Khi mà không ngấm nước cái này nữa rồi thì em đảm bảo các bác là bác đi có 5-10 năm do cái lồng vèo của bác nó vẫn không bị xệ nhá. Thì đây là em đang làm cho rất là nhiều dòng xe, các bác có thể nhìn thấy xung quanh em đây. Đây, từ Nguyên Túc Sơn này, CRV này, CX5 này. Đấy, và đầy đủ các xe Santa Fe. Đây, tất cả các là những cái dòng xe mà có lồng dòng SUV ấy, thì nó hay có cái lồng vèo nỉ này. Đấy, bây giờ qua bên em xử lý hết hoàn toàn như này. Với những cái gói như thế này bên em bảo hành cho các bác là 5 năm. 5 năm nếu có lồng vè nó bị xệ thì em sẽ xử lý hoàn toàn cho các bác. Đấy, các bác mà chưa biết xử lý lồng vè đâu nhá, hoặc là các bác mà đang đi dòng xe nào mà có lồng vè nỉ thì hãy comment phía bên dưới nhá, để bên em hỗ trợ và xử lý cho các bác. Còn xử lý ở đâu hãy đến với Akala Thái Nguyên các bác nhá. Hôm nay em lên cái quả video này chắc có nhiều bác thắc mắc là tại sao khi mà lên ánh sáng đèn lại một bên nó sẽ ánh sáng nó trong hơn và một bên nó sẽ hơi mờ, đúng không? Nguyên nhân là do cái mặt đèn ở bên tài này của bác xe, bác chủ đi lâu nó bị ố cái mặt đèn này rồi. Nên hôm nào bác chưa có thời gian làm nên là hôm nào ra bên em sẽ đánh bóng lại mặt đèn này thì nó sẽ sáng, ánh sáng nó sẽ tốt như cái bên phụ này các bác nhá. Nên là cái này là không phải do đèn đâu nhá. Nên là chắc sẽ có nhiều anh em bảo là hai bên thì nó lệch nhau đúng không ạ?
Đây, với chiếc xe Corolla Tiết này thì bên em đã nâng cấp cho chiếc xe này bộ bi LED Limited GTL 3.0 này. Đây, ở khi mà lên pha các bác có thể thấy pha nó sẽ là trụ màu tâm này. Và tâm này nó là ánh sáng trắng ngả vàng và vàng nhiều hơn các bác nhé. Nên là các bác di chuyển vào nhiều cái điều kiện thời tiết khác nhau được. Ví dụ là sương mù hoặc là trời mưa nhẹ các bác vẫn di chuyển thoải mái luôn. Bác nào đang muốn nâng cấp ánh sáng cho xe của mình mà chưa biết cái địa chỉ nào, nơi nào độ xe uy tín thì các bác hãy nhớ tới Akala các bác nhé. Mở video gió mây trời trôi. Đang mở video gió mây trời trôi. Phải nói bây giờ công nghệ nó ghê gớm anh em nhỉ. Giờ anh em mở cái gì chỉ cần một câu lệnh thôi. Chỉ cần một câu lệnh, muốn mở nội dung gì theo yêu cầu có ngay. Đây là một chiếc màn hình em thôi, mình vừa lên xong. Đợt tới thì nó cũng sẽ có một số cái công nghệ mới. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì những cái dòng xe như chiếc xe này là C5 nguyên bản thì nó chỉ có cái màn nguyên bản ấy chỉ có bắt vào Bluetooth. Đấy, nghe qua Bluetooth thôi hoặc nghe đài FM. Nhưng mà khi mà lên bộ màn hình Android thì mình có thể xem trực tuyến các nội dung trên YouTube này, bản đồ dẫn đường Google Maps. Thì anh em không còn phải cầm cái điện thoại đi ví dụ như đi tỉnh lẻ. Anh em nhiều lúc bây giờ đang xem cái bản đồ trên điện thoại này, đi vừa để ý này, rất mất tập trung và lái xe thì nó không an toàn. Nhưng mà lên cái bộ màn Android này thì bản đồ ở trên này rồi, có cả thêm cả bản đồ cảnh báo giao thông, bản đồ biển Maps 2. Đây là Google Maps này. Đấy, thì anh em cũng chỉ cần đi đâu anh chỉ cần nói, là ví dụ này em nói cho anh em xem này, dẫn đường tới sân bay Nội Bài. Đang chỉ đường đến sân bay Nội Bài đó, là anh em không phải cầm điện thoại tìm này nữa, chỉ cần nhìn trên màn này thôi, rất là tiện. Đi về hướng tây nam lên Phan Đình Phùng. Cam lùi thì siêu nét nhá, cam lùi siêu nét này. Đấy, cam lùi siêu nét. Mà còn tặng thêm cả cam hành trình nữa. Cái này thì em chưa gắn. Anh em nào đang sử dụng những cái dòng xe ví dụ như C5 và những cái dòng xe phổ thông khác cần nâng cấp màn hình hoặc là cần nâng cấp lên những cái phần mềm cũng như là những tính năng thông minh trên màn hình xe ô tô thì em mời qua Akala Thái Nguyên anh em nhá. Mở video gió mây trời trôi. Đang mở video gió mây trời trôi. Phải nói bây giờ công nghệ nó ghê gớm anh em nhỉ. Giờ anh em mở cái gì chỉ cần một câu lệnh thôi. Chỉ cần một câu lệnh, muốn mở nội dung gì theo yêu cầu có ngay. Đây là một chiếc màn hình em thôi, mình vừa lên xong. Đợt tới thì nó cũng sẽ có một số cái công nghệ mới. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì những cái dòng xe như chiếc xe này là C5 nguyên bản thì nó chỉ có cái màn nguyên bản ấy chỉ có bắt Bluetooth. Đấy, nghe qua Bluetooth thôi hoặc nghe đài FM. Nhưng mà khi mà lên bộ màn hình Android thì mình có thể xem trực tuyến các nội dung trên YouTube này, bản đồ dẫn đường Google Maps. Thì anh em không còn phải cầm cái điện thoại đi ví dụ như đi tỉnh lẻ. Anh em nhiều lúc bây giờ đang xem cái bản đồ trên điện thoại này, đi vừa để ý này, rất mất tập trung và lái xe thì nó không an toàn. Nhưng mà lên cái bộ màn Android này thì bản đồ ở trên này rồi, có cả thêm cả bản đồ cảnh báo giao thông, bản đồ biển Maps 2. Đây là Google Maps này. Đấy, thì anh em cũng chỉ cần đi đâu anh chỉ cần nói, là ví dụ này em nói cho anh em xem này, dẫn đường tới sân bay Nội Bài. Đang chỉ đường đến sân bay Nội Bài đó,
là anh em không phải cầm điện thoại tìm này nữa, chỉ cần nhìn trên màn này thôi, rất là tiện. Đi về hướng Tây Nam lên Phan Đình cùng về cam lùi thì siêu nét nhá, cam lùi siêu nét này. Đấy, con lùi siêu nét mà còn tặng thêm cả cam hành trình nữa, cái này thì em chưa gắn. Anh em nào đang sử dụng những cái dòng xe ví dụ như là C5 và những cái dòng xe phổ thông khác cần nâng cấp màn hình hoặc là cần nâng cấp lên những cái phần mềm cũng như là những tính năng thông minh trên màn hình xe ô tô thì em mời qua Akala Thái Nguyên anh em nhá. Camry 16 năm tuổi rồi thì ánh sáng đèn sẽ như nào ạ? Đây, anh em thấy không ạ? Thì sau khi một cái thời gian sử dụng dài rồi thì cái chiếc xe Camry này đã qua bên em đổi đồ đen. Bề bản thân của chiếc xe này á thì đã là bi projector và có bóng xe nông rồi anh em nhá. Với cái thời điểm đấy cái dòng này nó sẽ rất là cao cấp rồi. Đấy, có bi rồi mà có projector rồi và có hệ thống bóng xenon rồi thì nói chung là cái thời điểm đấy cũng rất là sáng, nhưng đến thời điểm hiện tại thì cái bóng đèn của nó sẽ xuống và rất là tối. Để khắc phục cái tình trạng đấy thì bên em có thay cho bác chủ một bộ bi led với mã là X-Line V20 đấy anh em ạ. Đây là cái bộ bi của gần như là quốc dân nhất hiện tại trên thị trường hiện tại rồi đấy. Bi với mã led, bi led là X-Line V20 này đấy, anh em có thể đây, Auto 365 nhé. Đấy, và cái bản này là bản mới nhất, bản 2024 thì có bản là 9.9S 9+1+1 và công suất đã được đẩy lên từ 55 lên 60 và pha là 70W và bảo hành cho anh em là 3 năm với nhiệt màu là 5000. Thì cái cho ra ánh sáng hơi ngả vàng một chút để anh em đi bám sương đi đường sẽ bám đường hơn và đi trời mưa trời sương anh em có thể hoạt động hiệu suất tốt hơn. Và với cái dòng này thì lắp cho chiếc xe Toyota Camry này thì cùng với cái kích thước của đèn bi nguyên bản đó là bi 3 chấm thì anh em chỉ cần lắp vào cái vị trí đèn zin của chiếc xe xong. Còn cái dòng này nó sẽ có hệ thống liếc và hệ thống gật gù theo xe thì bên em sẽ để giữ lại nguyên cái hệ thống liếc và gật gù cho chiếc xe của mình. Và đây là sau khi chiếc Camry bên em đã nâng cấp đèn xong, anh em có thể thấy đèn được lắp vào vị trí nguyên như nguyên zin, rất là đẹp và thẩm mỹ nha anh em nhá. Đấy, anh em thấy không ạ, đèn như kích thước giữ vào kích thước nguyên ban đầu, vị trí ban đầu và hệ thống liếc của đèn bi sẽ được giữ nguyên. Đây anh em thấy sau khi đây đối với chiếc xe này anh em xem đây, khi mà bắt đầu khởi động lên nhá thì chiếc đèn này sẽ có hệ thống liếc và gật gù. Thì với con đèn này thì bên em sau khi lắp đặt xong và đều xử lý hoàn thiện lại cho anh em và cái hệ thống báo liếc này nó sẽ không bị lỗi và giữ nguyên được cho anh em. Đây ánh sáng, đây là ánh sáng cốt cho ra của bộ bi led X-Line V20 và đây là ánh sáng pha. Đấy, anh em thấy sáng hơn gấp 3 đến 4 lần so với đèn zin của anh em và có thể nói là để mà đảm bảo cái cung đường di chuyển vào đường đêm, đèo núi và đường cao tốc thì anh em lắp một cái bộ như này, đèn như thế này là anh em đủ đảm bảo hợp lý cho anh em để anh em di chuyển những cung đường dài rồi. Còn anh em nào mà chưa biết nâng cấp đèn thì hãy đến với Akala Thái Nguyên anh em nhé. Camry 2.0 Q lên 2019 lên màn Android ZX10 phiên bản giới hạn đây các bác. Trước mặt các bác đây là chiếc màn hình mà sau khi bên em đã lắp vào hoàn thiện rồi. Tất cả thì nó sẽ có một cái bộ dưỡng zin như này các bác nhé. Gần như là nguyên bản của xe luôn. Và nó sẽ biến cái màn thường của bác thành cái màn Android, mình thay thế hẳn luôn cái màn zin. Đây, màn Android này thì sẽ có kèm cam 360. Các bác có thể quan sát toàn cảnh bên phụ này, bên lái này, đằng trước này. Đây, cam đằng trước, các bác có thể lấy cái cam đằng trước của nó hiển thị ở đây. Khi mà mình vào lùi này, cam sau này. Cam sau này của em đang mở cốp này, nó hơi vểnh lên trên này. Đây là cam trước này. Đấy, có nhìn toàn cảnh. Ngoài ra với cái màn liền cam 360 này thì mắt cam nó sẽ là cam ghi hình 4 xung quanh xe luôn nha các bác nhá. Đây. Khi mà các bác vào xem mình có thể xem được cái góc quay của nó quay ghi hình 4 xung quanh xe luôn. Nên là ví dụ các bác mà có di chuyển trên đường mà có va quẹt ở bên sườn này hoặc là đằng sau đằng trước thì nó sẽ có cam ghi lại cái hình ảnh ấy trực tiếp luôn. Rất là tiện. Chứ không phải là cái cam mà các bác gắn ở đây thì nó chỉ quan sát được cái phần nắp capo trên này thôi. Ngoài ra thì với màn Android các bác sẽ có đầy đủ những cái tính năng sử dụng rảnh tay ở trên này. Và điều đặc biệt với màn Android các bác có thể sử dụng cái phím ra lệnh điều khiển bằng giọng nói. Mở video, nhạc trẻ remix. Các bác có thể sử dụng bằng cái ra lệnh giọng nói để điều khiển chiếc màn hình này nó là làm việc, ra lệnh cho nó để nó mở những cái ứng dụng mà các bác cần này. Mình có thể sử dụng điều khiển để chỉ đường này, đi chỉ đường đến sân bay Nội Bài bằng Việt Map.
ngay lập tức thì chiếc màn hình mình sẽ mở cái ứng dụng Vietmap S2. Và cái bản đồ này nó có một cái điều đặc biệt, đó là nó sẽ có cái cảnh báo giới hạn tốc độ ở trên này. Đây, ở trên này các bác có thể thấy hiển thị với cái vị trí mà em đang đứng này sẽ là cái tốc độ giới hạn là 50 km/h này. Và 1,2 km nữa thì sẽ tới biển là tốc độ giới hạn là 60 km/h. Đây, và nó sẽ có tạo cho mình cái lộ trình màu đỏ đây đây. Và các bác chỉ việc đi theo cái cung đường này nó chỉ thôi. Nó rất là tiện đúng không ạ? Bác nào mà xe mà chưa có bản đồ, các bác đang sử dụng điện thoại này, hoặc là chưa có cái chức năng giải trí nghe nhạc trực tuyến, thì các bác có thể qua Akala Thái Nguyên để nâng cấp cái màn hình trên xe của mình các bác nhé. Toyota Vios phiên bản E2024 thì độ gì ấy anh em? Hôm nay giới thiệu anh em một số món đồ cho xe Toyota Vios phiên bản E2024 nhá. Đầu tiên xe này thì đã được trang bị gương điện rồi, nhưng mà chưa có cụm gương tự động thì sẽ lên một bộ gập gương tự động tích hợp theo chìa khóa zin nhá. Đấy. Để tránh cái trường hợp mà khi mà anh em ra khỏi xe, anh em chưa biết là xe mình đã gập, xe mình đã khóa chìa khóa, và cái gương này cụp vào rất là an toàn. Đó. Đầu tiên là lên bộ gập gương này. Thứ hai là trải sàn này. Thứ ba xe này là chạy ở chân nỉ nhá. Đấy, anh em nào mà cẩn thận thì bọc một bộ trần ni lông này để bảo vệ cái trần luôn được sạch. Một cái nữa, cái quan trọng nữa đó là lên một bộ màn hình Android. Nguyên bản của xe đã được trang bị một cái bộ màn hình rồi của Toyota, nhưng mà nó không có tính năng gì. Đấy. Thì anh chủ xe đã lên một bộ màn hình Android. Đây là một bộ màn hình Android ZTEC model S100G. Ở phiên bản này thì khi mà lắp đặt sẽ được tặng cam hành trình ghi hình này trước này. Cam hành trình ghi hình này trước này. Cam lùi AHD này. Đó, cam lùi AHD siêu nét, mặt dưỡng màn hình này, hoàn thiện lắp đặt. Giá thì chưa tới 6 củ khoai, chưa tới 7 củ khoai đâu. Con này thì có tích hợp cả cảm biến áp suất lốp anh em nhá. Đây, cảm biến áp suất lốp này. Đó, đợi một chút nó sẽ nhận. Cảm biến áp suất lốp. Đấy. Một dán chống xước. Đấy, các chi tiết đây. Các chi tiết này này. Dán chống xước. Đó. Thì đây là một số món đồ mà để anh em tham khảo khi sử dụng xe Toyota Vios phiên bản E2024 thì anh em nên tham khảo và anh em nên lắp đặt anh em nhá. Thì ở đây nó có ba cái chỉ số này. Cái này là chỉ số chuyển sáng, tức là cái độ trong sáng tối của sim. Đấy. Đây là chỉ số sáng là 57% này. UV 100%. Hồng ngoại quan trọng, cái này 98%. Còn cái lượng nhiệt là bỏ. Thế mày thử lấy cái phim 1,5 triệu của mày ra xem nào. 1,5 triệu như 3,5 triệu của mày này. Để so sánh. Nó gần bằng thôi, nhưng mà cái tông này nó tông tối hơn. Đấy, cái này 3,5 triệu. Còn để lấy cái 1,5 triệu cho anh xem nhé. Vẫn thế bằng cái kia. Không, cái kia 98% chứ, kia hơn chứ, kia ngon hơn nhiều. Mà cái phim này nó không phải là phim khoa học 200 lớp. Đấy, thằng chỉ có thằng này 200 lớp này. Đi em xịt nước lên trên này nó là ánh đỏ này, thằng này không có này. Có 100 lớp thôi. Cái phim 3 triệu kia, 3,5 triệu kia nhúng xuống không có, mà phim 1,5 triệu không có, chỉ có thằng này phim khoa học 200 lớp nó ép được thì nó mới có hiệu ống 7 màu ạ. Đấy, chuẩn phim 3 màu xịn. Đấy, còn thằng này nếu mà 1,5 triệu kia thì số của nó chỉ rơi là khoảng là tầm 92-93%. Cái này bảo hành đến 10 năm. Trọng. Bảo hành đến lúc vỡ kính thì thôi. Đỗ xe anh vứt cả buổi ấy, thì cái xe nào khi mà vào nó cũng nóng. Nhưng mà ấy, cái phim tốt ấy là khi mà anh đỗ xe anh vào xe cảm giác nó dịu, nó không hợp này. Mà đi ví dụ như là cái phim tốt là anh dán phim tốt nhá, thì đi ví dụ anh đi cao tốc đi dài đi 2-3 tiếng ấy, anh nắng ấy, thì là nó cảm giác trên khu vực này nó không bị rát. Cái phim kia nó không bị rát, 3M dán không, đi không được rát. Và phim này đi mà trời nắng thì nó đây nó không nắng, nắng 3-40 độ C đi kia rất là nóng. Khẳng định với anh là cái chỉ số này là cái nó tầm 80% này, khi mà anh dán xong cái kia nó lên tận 97% mà nó sẽ khác biệt. Nó sẽ mát hơn hoàn toàn, bởi vì là cái tất cả các dòng mà dán phim từ hãng mà được tặng cho bọn em bốc đi dán lại, kể cả cái ông dòng Mazda này này, đa số mọi người nếu mà đi rồi mua xe mới là toàn đi bốc đi dán lại thôi. Một là nếu mà anh muốn tốt hẳn ấy
xem xét định sử gia đình lâu dài, dán là toàn bộ phim 3M, hai là mình có thể dán kính lái phim 3M, kính sườn mình dán cái loại khác thì nó vẫn là đảm bảo cho mình, thì chi phí nó sẽ giảm một chút, nhưng mà nếu mà dán được dán 3M là tốt nhất. 3M hiện tại nó là dòng phim kinh nhật là tốt đứng đầu về chất lượng, bảo hành cho anh 10 năm. 3M thì nó ngon rồi, chung dán chung một mã đâu, không phải nó bị bẩn. Cái này em đo là kính lái, em đo là kính lái, nhưng mà kính sườn là kính khác. Kính sườn là cái mã CR20, tức là mã kính sườn riêng. Bởi vì cái tấm kính 3M nó giá trị cao, và mới lại là dán cái dòng 3M rất là khó, chỉ cần hơi sơ sẩy mà bị gãy phim hay là phải dán lại. Xe dán tầm bao lâu em? Xe anh bốc đi dán lại mới tầm hơn tiếng, 1 tiếng rưỡi. Bóc đi dán lại vệ sinh sạch sẽ keo rồi mới dán. Khẳng định là sẽ giảm hơn rất nhiều. Giảm hơn. Nếu mà khẳng định với anh là bây giờ như này, em đo là đo cái kính sườn này. Đa số là tất cả, ví dụ tất cả từ phim từ hãng mà ra dán ấy, là người ta sẽ dán chung một gói, một loại phim. Thì ví dụ như cái chất lượng này em đang đo là ở mức trung bình, thì cái thằng này thì cũng như vậy thôi. Đấy. Trừ khi mà cái phim này mà đi dán lại, phim này đi dán lại rồi nhá, mà dán 3M, thông thường 3M nó sẽ có logo 3M ở đây, nếu mà dán lại. Thế nếu mà dán phim chị là 3M nó sẽ có logo? Có logo ở đây, có logo đấy thì có thể tẩy được, nhưng mà nhiều người vẫn là để. Nhưng mà em khẳng định với thời tiết mà anh đi 34C mà nóng thì là chắc chắn là phim là không có chuyện phim chị rồi. Với lại là đa số nếu mà Santa Fe như bọn em làm, người ta dán là dán, đa số là dán lại cả xe hết. Đấy, chứ còn nếu mà ít người ta đi dán lại mỗi cái tấm kính lái này đó, anh cứ dán lại tấm kính lái trước đi, anh đi xong rồi đấy cảm thấy nó ok anh dán sườn sau. Bị lệch sáng đấy. Bị lệch sáng. Nhất là anh đi anh sáng trên này, dưới này gầm đấy chân sáo tốt hơn này, mà gầm thì nó có cả cái pha, khi lên pha có tâm vàng đấy. Đâu bị gầm nó thế nào? Thế cái này đi gì đấy? Pha. Nên là nó quét à? Quét mưa thì quét. Quét không quét thì quét chậm đi. Quét thì quét nó quét cái chân đi thôi mà. Nó vừa cái bụi đi một tí. Còn đây. Một đứa. Làm một đôi trên đôi dưới nó hợp lý hết. Bị lệch sáng đấy. Bị lệch sáng. Đi gầm sáng. Toàn nói chuyện đấy. Đi gầm nó. Con này 45. Con đấy là 55-65. Còn con này 60-70. Con đấy con suốt cao hơn. Nó thấy hợp lý hơn nhiều là hai bên trên con này, bên này quét đẩy hết vào trong. Bi này cái này bên này vẫn để nguyên à? Để nguyên. Thế lúc mà lên lên pha thì lên cái này nó sáng đúng không? Ừ. Cả cái này nữa đúng không? Cái này sang luôn à? Cái này pha. 6 pha. Cái này pha. Khi lên pha 6 pha. Đấy, làm đôi này, làm đôi gầm nữa hợp lý. Đôi này trước đi, đôi trên trước đi nhỉ? Gầm cái cửa đấy nhỉ? Chưa 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 chưa. Thì đằng nào hạ cán ra, tiệm hạ cán ra, con này hạ cán ra nó hay bùng bao cái mép này này, đúng không? Tiệm hạ cán ra thì làm luôn đấy, thì tháo ra tháo vào nhiều, làm cả đôi thì giá nó lý. Giá thì có bao giờ em làm cho anh giá? Chuyển cho anh một tí thế nào? Có bao giờ là em làm cho anh giá gì kia đâu, là làm giá một tí thế? Con này là 50, con này là 40, hai con là 50. Lên giá khuyến mại nhé. Nhưng mà giá công con này nó là tiền lắp hai cái đèn gầm này này. Hai cái đèn này là tổng 10 triệu ạ. Thôi 10 triệu. Một con trên này là cặp này là 5,5 triệu này. Cặp dưới này là 4,5 triệu này. Tổng là 10 triệu. Em báo giá khuyến mại luôn, bảo anh 3 năm. Nếu mà trên này làm một đôi là làm hai cặp, dưới làm đèn gầm nữa rơi cặp 15 triệu. Làm hai cái rồi. Hai cái dưới này xuống đây làm cái đèn gầm phá và xương. Đèn gầm vàng thì phá xương, phá xương như anh có hay đi vùng cao nhiều không? Có thư. Thế thì đấy thì như này, anh làm cái đèn trên trước, nếu mà vào lúc đi đèn gầm vàng này thì phá xương, xương bù, trượt lưa, thì vài nữa làm xương gầm đấy sao? Okay, let's go. Anh em ơi,
nay em giới thiệu cho anh em một món đồ nhá. Bình thường ai anh em là đi mua xe mới này, cái sàn này vẫn là sàn nỉ ấy, rất là khó vệ sinh nhá. Mà bình thường đây trên cái sàn này thì anh chủ anh đã trải cho một bộ sàn 6D rồi, nhưng mà theo ra đi sau một thời gian sau cái sàn này nó có bung ra nhìn rất là khó chịu, và nó cái những cái bụi nó hay nhét vào cái khe kẽ này cũng rất là khó vệ sinh. Hôm nay em thì giới thiệu cho các bác một cái bộ thảm sàn của thương hiệu Kata với thương hiệu Thái Lan đây. Đấy các anh nha, thì cái bộ sàn này nếu các bác mà ở xa ấy, thì các bác cứ đặt em bên em về và các bác trải như bình thường thôi. Bởi vì cái bộ sàn này là cái bộ sàn được may sẵn cho các dòng xe rồi, may theo form theo dáng. Đây các bác có thể thấy này, và có rất là nhiều màu, thì cái này nó sẽ may sẵn rồi, may riêng cho một dòng xe rồi, các dòng xe nhá. Đấy các bác nhìn thấy không ạ, cái viền này được bo chỉ và không bao giờ bị rách. Đây và khi mà các bác trải này nó đã may sẵn theo các dòng xe rồi thì các bác lắp thì rất là dễ dàng thôi. Một là các bác có thể trực tiếp qua bên em, hai là có thể là các bác ở xa thì có thể đặt bên em và em sẽ gửi về cho các bác mà có được trải thôi. Đây đặt vào như này đấy ạ, cái khuy này nhá, các bấm các bác nhìn để ý cái khuy bấm này với cái khuy bấm của theo xe nó sẽ là trùng khớp với nhau đó. Đây đây ạ, đấy các bác nhìn thấy không ạ, rất là chắc chắn. Và đây, khi các bác trải xong đấy thấy không ạ, cái những cái vị trí chân ga chân phanh này nó sẽ rất là khít và đúng vào vị trí của bác luôn, không có chuyện là kẹt chân ga chân phanh các bác nha. Đó thấy không ạ, và sẽ không bị trượt nhá. Nếu đất đá mà rơi ra đây thì các bác chỉ cần bỏ vắt ra là vệ sinh là xong đấy. Các bác nào mà đang sử dụng các dòng xe nhá mà đang cần lắp trải sàn nhá, hoặc là sàn bậc bước chân sàn ra sàn nỉ hoặc là sàn để trong xe này nhá, thì hãy liên hệ với Akala Thái Nguyên ngay để bên em tư vấn cho các bác. Cảm ơn các bác. Kia Seltos bản Premium nhá, bản này sẵn ra bản đã có sẵn cốp điện này, anh em thấy đấy ạ. Cái này cốp điện nguyên bản của chiếc xe nhá, tôi có xuất từ trong hãng ra đã có rồi, nhưng bản này nó bị lỗi cốp điện và cái chi phí thay thì mới lại thì rất là cao nha anh em nhá, mà lỗi cái con này thì không lên không xuống được nữa. Thì đấy, anh chủ qua bên em để mà thay lại một bộ cốp điện mới. Đây cốp điện hãng này của Zin theo xe đây này, từ trong Kia này ra thì của em tháo ra trả lại cho bác chủ và lắp lại một bộ cốp điện mới. Thì bộ cốp này cũng lắp vào cái vị trí Zin nguyên bản của chiếc xe đấy, và vẫn có nút bấm mở cốp như bản nguyên bản chiếc xe này. Đấy, lắp vào thì chi phí thay thế nó sẽ chi phí nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều, và anh em thay thẳng từ trực tiếp của đồ Zin của cái hãng, và tất cả tính năng thì vẫn giữ nguyên, vẫn bấm mở chữ ấn trên này xuống và đóng cốp như bình thường. Đấy, anh em thấy không ạ? Đây, bấm mở ngoài này thì anh em vẫn bấm mở ngoài này. Đó. Bung rất là nhẹ nhàng và êm ái nha anh em nhé. Còn lại cốp điện thì bảo hành cho anh em là 2 năm, lỗi bên em đổi mới cho các bác. Đấy, các bác nào mà chưa có cốp điện, cho các dòng xe nào mà chưa cốp điện thì hãy liên hệ với Auto 365 Thái Nguyên, Akala Thái Nguyên để bên em tư vấn hỗ trợ và lắp đặt cho các bác nhé. Cắm rắc zin ti đẹp chuẩn chỉ đây. Đây có một nút trên này mở trên xe, và đồng thời bên ngoài này sẽ có cái thêm một cái nút mở đằng ngoài chưa đây nữa, anh em bấm đây rất là tiện. Bản theo xe là không có anh em nhé, bản theo xe là không có, còn bản lắp ngoài, cái này lắp ngoài thì có thêm ở đây và vẫn tích hợp được trên chìa khóa cho anh em. Cảm ơn anh em. Kính sườn thì dán loại sáng hay loại tối? Dạ vâng, em chào anh Giai. Câu hỏi này của anh Giai rất là hay. Em đọc comment là kính sườn nên dán loại sáng hay loại tối, thì bên em là chuyên phim cách nhiệt, thì dưới góc độ như bên em sẽ tư vấn cho khách hàng sao là cái giải pháp dán cái tông phim nào nó hợp lý nhất, phù hợp với nhu cầu khách hàng. Thì bác vừa hỏi là cái kính sườn này thì dán tông sáng hay tông tối đúng không ạ? Thì em xin trả lời góc độ quan điểm cá nhân và của em như này. Thì cái kính sườn này ấy, thì nó sẽ có rất là nhiều mã, và cái mã từ dòng tông sáng này, tông vừa vừa này, hoặc tông tối hẳn. Tông tối hẳn là ví dụ như cái này, là cái tông tối hẳn này là cái phim này bên em đang dán ấy, đó là cái phim mà mã 05, tức là cái chỉ số xuyên sáng của nó chỉ 5-6% ấy, chỉ số xuyên sáng càng thấp thì phim nó càng tối càng đen. Thì cái kính sườn này thì sẽ phụ thuộc theo cái nhu cầu của từng người. Và đa số thì bọn em sẽ tư vấn là anh em sử dụng cái mã kính trước này là mã 20, là cái tông vừa vừa, nó không sáng quá và nó không tối quá. Cái mã 20 là vẫn đảm bảo cho anh em là khi mà anh em lùi xe vẫn nhìn thấy gương, nhưng mà khi mà người ngoài nhìn vào ấy thì nó sẽ nhìn thấy hơi mờ mờ thôi. Còn ở đằng sau, khoang đằng sau, ví dụ như là anh em muốn riêng tư hơn ấy, độ riêng tư cao hơn và muốn tối hơn, thì em sẽ dán những tông 05 hoặc tông 10.
Đó, còn đằng trước thì anh em nên dán những cái dòng từ tông 15 đến 20 thôi. Đấy, chứ còn nếu mà đằng trước mà anh em mà dán cái tông mà 05 như này chẳng hạn thì là nó sẽ hơi bị tối, khi mà buổi tối em lùi xe hoặc đi trời mưa lùi thì hơi khó nhìn. Đó, hoặc là một số bác muốn dán cái phim tông sáng 3 đến 40. Tức là cái chỉ số sáng của nó là tầm 35 đến 40% ấy, là cái tông phim nó sẽ sáng hơn cái tông phim này. Đấy, tông phim này. Tông này em đang dán tông 20 này. Tông 20 là tông vừa phải. Còn cái mã mà 35 đến 40 nó hơi sáng, cái đấy thì nó sẽ phù hợp với những anh em gọi là mắt cận này, cũng như là nhiều chú trung trung tuổi, chú muốn sáng, chú không cần cái độ riêng tư cao thì mình sẽ dán cái tông 35 đến 40. Đấy, đấy là những cái tông mã phim mà khi mà anh em khi dán phim cái nhiệt thì em nên tham khảo trước là sao. Thứ nhất là nó phù hợp với cái nhu cầu của mình, thứ hai là sao khi dán lên thì sẽ đảm bảo là ngăn cản được cái lượng nhiệt tốt này, ngăn cản các tia hồng ngoại như UV tốt này, và đặc biệt hơn là dán phim chuẩn chính hãng anh em nhá. Đây là chiếc Toyota Altis thì đi thời gian đi lâu rồi, cái dàn lạnh của bác thì có chủ có mùi hôi này và mùi hôi khó chịu. Thì cái đây, sau cái thời gian mà các bác đi có thể thấy cái quạt gió của bác có thể nhìn thấy ạ, rất là bẩn đúng không ạ. Đây là những cái bụi này, thấy không ạ, cái quạt gió nó quay như thế mà cái bụi nó còn tích tụ ở trên cái quạt này rất là nhiều này, đen hết cả cái quạt này anh bác có thể thấy không ạ. Đây, cái lọc gió dù đã là đi qua một cái lọc gió như thế này rồi nhá. Đấy, đã đi qua một cái lọc gió như này cho bác này, bên trên cái lọc gió này các bác thấy không ạ, những khe kẽ này bụi bẩn rất là nhiều này. Đấy, và xuống đến cái quạt này với cái tốc độ quay như thế mà nó còn bị như này, thì vào trong cái dàn lạnh đây các bác có thể nhìn thấy này, bên em trước khi làm thì có một cái máy để nội soi như cho các bác để kiểm tra cho các bác, trước khi kiểm tra là hoàn toàn miễn phí nhá các bác nhá, không mất chi phí gì trong cái phần kiểm tra này. Bên em sẽ tiến hành vệ sinh và rửa sạch cái dàn lạnh này cho các bác, và sau khi vệ sinh xong thì sẽ có cái máy này để kiểm tra lại hoàn toàn cho các bác. Nên các bác yên tâm về chất lượng dịch vụ cho của bác là vệ sinh có sạch hay không này, và để vệ sinh nguyên một cái dàn lạnh đấy thì sẽ sử dụng một cái máy nội cái máy để mà chuyên làm sạch dàn lạnh như này. Đấy, to và khỏe như này đấy, máy rất là nhiều cơ chế sản sinh ra máy cả nước nóng này và hóa chất tuần hoàn ở trong này để đưa vào và vệ sinh cho các bác cái dàn lạnh làm sao sạch nhất, đẹp nhất, và loại sạch loại bỏ hết cái vi khuẩn bên trong cái dàn lạnh cho bác để cái không khí trở lại cái khoang nội thất này là không khí trong lành cho bác. Còn bác nào mà đang sử dụng dòng xe gì hãy comment ở phía bên dưới để bên em tư vấn hỗ trợ cho bác. Còn bác muốn vệ sinh ở đâu ạ? Hãy đến với Agala Thái Nguyên các bác nhá. Đây các bác nhá, các bác đang thấy đây là kỹ thuật của bên em đang vệ sinh khoang máy bằng hơi nước nóng nhá. Đấy, đây là chiếc Volvo XC90 này. Đấy, đây các bác có thể thấy như vệ sinh bằng máy hơi nước nóng của bên em thì cái sử dụng công nghệ máy hơi nước nóng của Hàn Quốc thì nó sẽ có hai cái vòi nhá, một vòi ngắn và một vòi dài. Đấy, vòi dài này thì cho mình vệ sinh có thể vào tất cả chui các khe kẽ ở bên trong sâu bên trong này. Đấy, thì có một vòi ngắn nữa thì mình sẽ vệ sinh ở cái bề mặt bên trên này. Đấy, các bác có thể thấy đúng không ạ, nó ra hơi nước nóng, nó là ở ra dạng hơi nữa. Nó không phải là dạng nước như là các bác sử dụng cái áp lực nhé. Đấy, cái này thì nó đảm bảo cho mình khi mà mình vệ sinh bên trong này thì dây rắc điện những thứ là nó đảm bảo này, đặc biệt là cái hệ thống nhựa và dây rắc điện MOVE này. Đấy, tại cái mô bin điện này. Đấy, còn các bác mà sử dụng nước trắng nguyên vào đây có thể nó khi mà nước vào ấy phải nó ngấm vào đây là nó gây ảnh hưởng trong quá trình các bác sử dụng, nó có thể gây chập cháy hoặc là rò rỉ nhá các bác nhá. Đấy, rất là nguy hiểm. Bác nào mà cần vệ sinh khoang máy bằng hơi nước nóng thì các bác có thể qua Akala các bác nhá. Vios 2023, bản thân của cái bản bộ này thì nó đã có quen đi gầm với anh em nhá. Nhưng bi gầm của bản của nó sẽ bi này rất là bi 1.8 này anh em này. Bi rất là bé nên là khi mà anh em muốn lắp cái bi và bi gầm vào đấy thì muốn lắp bi gầm mà bi 3 inch này thì nó sẽ chui ẩn bên trong. Thì em bên em có làm một cái dưỡng như này để lắp cho cái bi 3 inch nó vào đây và lắp zin anh em nhá. Đây. Bên lái đây, anh em thấy ạ. Đấy. Thế con này bản vân của nó là đèn full led rồi này, nhưng mà thật ra ánh sáng của đèn full led cực kỳ kém. Đây anh em nhìn thấy ạ, ánh sáng đây, ánh sáng của đèn đây là ánh sáng của đèn nguyên bản này, đây là của bản full led này. Anh em thấy chóa led đây nó có ba cái mặt led ở đây rồi. Nhưng ánh sáng cực kỳ kém. Đây là ánh sáng của đèn gầm mà sau khi em nâng cấp xong này với bộ bi led X-Blind X3 Pro với nhân màu là 5500. Đấy, đây là ánh sáng của với chế độ code. Còn đây là ánh sáng của chỗ độ pha, anh em thấy là ánh sáng rất là sáng và át hết cái phần đèn nguyên bản của chiếc xe đi. Đấy. Và với X3 Pro thì nó sẽ có một cái tâm trợ pha
trợ pha. Đấy, anh em thấy thấy là cái tâm vàng như thế, anh em hỗ trợ cho anh em đi mưa đi sương đấy, cực kỳ tốt nha anh em nhá. Đấy, và đây là cốt này, pha của đèn này. Đấy, nếu mà so sánh với độ sáng thì có thể sáng gấp 4 đến 5 lần so với đèn nguyên bản của chiếc xe, và cái đèn gầm của xe và cái đèn trên của anh, và so sáng hơn gấp 32 đến gấp 3 lần so với đèn nguyên bản của xe bên trên này với đèn zin. Đấy, anh em nào mà đang đi xe Vios nhá, hoặc là những dòng xe khác mà chưa có đèn gầm hoặc là có đèn gầm nhưng mà ánh sáng rất là kém, thì anh em hãy đến với Akala Thái Nguyên để bên em nâng cấp đèn gầm cho các bác. Em có bảo cái nội thất là sướng đúng không anh em? Đây cũng phục vụ hết mình với anh khách hàng đây. 2 giờ 33 phút sáng mà vẫn đang tập trung để làm nốt, để mà giao nhốt chiếc xe cho khách hàng cuối cùng của trong ngày đây. Đấy, thì cái chiếc xe MG5 này thì bản thân của chiếc xe nó đã là bi led rồi anh em nhé. Đây anh em có thể thấy nguyên là cái cụm đèn bi led này nó rất là to và nói chung là nó rất là to. Ở cái độ trị nhưng mà cái độ sáng của nó rất là kém. Cái nhà sản xuất thì thật ra là có thể sản xuất cái đèn bi led nó sáng hơn một chút để cho anh em nó đi đèn nó sáng hơn, nhưng mà với đường xá Việt Nam thì thật ra là với con này thì nó không đủ điều kiện để chiếu sáng khi mà anh em đi cao tốc này và đèn nó rất là mờ. Đấy, anh bác chủ thì có qua bên em để nâng cấp đây nguyên một bộ đèn bi led Xline V20. Đấy, thì bộ đèn bi led này thì đã là cái dòng bi led quốc dân nhá, anh em đã nâng cấp cho thời gian rất là dài khoảng 2-3 năm nay rồi và nó vẫn là cái mã bi led được anh em ưa chuộng. Đây, anh em có thể thấy là bi được lắp vào vị trí đèn zin của chiếc xe này và ánh sáng anh em có thể cho thấy là ánh sáng của đèn bi Xline V20 cho ra ánh sáng có thể sáng hơn gấp 2 đến 3 lần so với đèn nguyên bản, và đèn thì hỗ trợ hai chế độ pha cốt. Anh em có thể thấy đây chế độ pha của bộ đèn này. Đấy, với nhiệt màu là 5000 thì cho ra ánh sáng ngả vàng, không quá trắng mà không quá vàng, ánh sáng đi rất là nhã và cái mà cho cái anh em trải nghiệm những cung đường dài không bị mỏi mắt. Đấy, và với đèn ánh sáng chiếu ra đèn cốt thì không chói mắt cho người đối diện. Đấy, và chỉ cần nâng cấp một cái bộ đèn như thế này thôi vào cái vị trí đèn zin của anh em như thế này là anh em đã đủ chiếu sáng và trải nghiệm đủ mọi cung đường đều là đảm bảo cho anh em gì mà di chuyển. Còn anh em mà chưa biết nâng cấp đèn đâu nhá, hãy đến với Akala Thái Nguyên. Đấy, nửa đêm rồi và bên em vẫn còn cố gắng để mà phục vụ cho các bác. Cảm ơn các bác. Nào đang sử dụng xe Xpander thì các bác có thể tham khảo cái mẫu sản phẩm này các bác nhé. Đây là chiếc cái màn hình DVD Android dành cho Xpander này, lắp nguyên zin, cảm giác hết các bác nhá. Đây, các bác khi các bác vào lùi thì mình hiển thị luôn cam lùi này và được tặng kèm cam hành trình ghi hình phía trước ở trên này luôn. Các bác có thể thấy ở đây khi mà mình xem lại này, tất cả hành trình lưu lại hết ở trên này mà các bác không phải lắp thêm một bất kỳ một cái cam có cái màn hình nữa ở trên này luôn rồi, đúng không ạ? Ngoài ra mình có thể sử dụng tất cả các phím ở trên vô lăng này, mở video nhạc trẻ đôi mic. Với cái màn hình nguyên bản theo xe thì các bác không thể ra lệnh được giọng nói, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà lên nâng cấp lên màn Android này, mình có thể sử dụng điều khiển ra lệnh giọng nói, có thể lắp sim 4G vào đây và có bản đồ cảnh báo tốc độ đầy đủ cho mình hết. Cái này mạng của em nó hơi yếu một tí rồi. Lần nữa, thế ở góc độ của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa, ông có nói rằng là cái quỹ đất ấy nó là cái khó khăn lớn nhất tại vì ở góc độ của chuyên gia thì nhìn lên trên này mình sẽ có bản đồ Vietmap S2 trên này có cảnh báo tốc độ cho mình luôn. Nên đây thì tôi cũng phải rất là tiện luôn. Bác nào đang sử dụng các dòng xe thì có thể tham khảo lên màn hình Android các bác nhá. Là cái lồng vèn ỉ anh em ạ, đây này, CRV 2024 nhá anh em nhá. Em thật với các bác, cái lồng vè thì cũng khá là dày dặn đấy, nhưng mà cái lồng vè nỉ nếu ép nhiệt thì không, các bác không làm sớm thì nó rồi nó cũng lại xệ xuống rồi nó nát hết. Đây, khi mà lồng vè mới, em nói các bác, khi mà các bác mua xe những cái lồng vè mới nó đang nguyên form, nó có nguyên dáng như này thì các bác làm ngay nó cực kỳ đẹp, chứ còn đợi đến lúc nó nát rồi thì các bác làm thì nó không ấy, không được đẹp nữa. Đây các bác có thể nhìn thấy, đây là chiếc bên này là chiếc Hyundai Santa Fe. Ở bên em đã đào vừa làm xong con này thì hôm qua cái mặt mũi của nó còn không, thật sự là không còn nhìn thấy. Đây, sau khi làm xong thì các bác có thể thấy là cái lồng vè nó đã trở về form nguyên dáng ban đầu này. Đấy, cái này là về form rồi nhá, về form, về phá dáng rồi nhá các bác nhá. Đấy, khô cứng lại rồi. Và các bác một điều tuyệt vời hơn là khi mà hóa nhựa, hóa nỉ lồng vè bên em này, các bác thấy không ạ, khi mà các bác bẻ xuống này nó sẽ không còn bị gãy nữa. Đấy, rất là bền nhá, nó sẽ trả lại cái dáng form dáng như nguyên bản như ban đầu. Với cái vật liệu mà bên em đang thi công như này thì các bác em bảo hành cho các bác tận 5 năm. Đấy, với cái gói cao cấp như này và cái chi phí bỏ ra rất là hợp lý,
Nếu như các bác, em nói thật, các bác mua một cái đôi mới này ở hãng thì nó cũng rất là cao, với cái số tiền nó rơi với khoảng độ hơn 1 triệu một đôi này và một chiếc này đấy. Thì các bác thử, nếu mà các bác đi một đời xe khoảng 5 năm mà các bác thay đến 3 lần vè này thì các bác cũng thấy tốn đấy, bằng cái chi phí có thể còn đắt hơn cái chi phí mà bọn em đang làm cho các bác đấy. Còn các bác nào mà đi xe lồng vè nỉ nhá, mà chưa biết cái địa chỉ để mà làm cái lồng vè này thì hãy đến ngay với Akala Thái Nguyên để bọn em xử lý cho các bác cái lồng vè nó trở lại nguyên trạng như ban đầu nha các bác nhá.